Bất bại chiến thần, Dương Thanh. Tập 30. Dự cảm không lành. Toàn bộ nhà họ Diệp lặng ngắt như tờ, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Mạn, muốn xem chủ gia tộc mới kế nhiệm này sẽ giải quyết phiền phức như thế nào. Diệp Kế Tông đã chết, bây giờ Lâm Báo lại nói đã từng lập ta một hôn ước với lão ta, quan trọng là nhà họ Lâm đòi cưới người đang làm chủ gia tộc họ Diệp là Diệp Mạn. Nếu Diệp Mạn gả vào nhà họ Lâm, địa vị của nhà họ Diệp còn ngang bằng với nhà họ Lâm nữa không? Diệp Mạn im lặng khống chế cảm xúc rồi mới bình tĩnh nói, chú Lâm cứ nói đùa. Cháu đã lấy chồng từ lâu, mặc dù chồng cháu đã qua đời nhiều năm nhưng cũng không thể gả cho người khác nữa. Cô đang định chống đối quyết định của bố cô sao? Ánh mắt Lâm Báo dần trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Mạn. Không hổ là chủ nhà họ Lâm tiền nhiệm, khí thế uy nghiêm, càng giận dữ càng đáng sợ. Rất nhiều người đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Lâm Báo là lão già sắp xuống mồ còn có khí thế mạnh mẽ như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù là Diệp Mạn cũng rất áp lực. Chú Lâm nói một câu không có bằng chứng, sao cháu có thể nghe theo gả vào nhà họ Lâm được? Diệp Mạn vẫn bình tĩnh đáp lời. Bà ta vừa mới nắm quyền quản lý nhà họ Diệp, đang cần phải thiết lập quan hệ ngoại giao với các gia tộc khác. Huống chi lúc Diệp Kế Tông còn sống, hai nhà Lâm, Diệp qua lại rất thân thiết. Bà ta không muốn xảy ra xung đột với nhà họ Lâm. Nhưng muốn bà ta gả vào nhà họ Lâm là chuyện không thể nào. Sao hả, cô đang nghi ngờ tôi sao? Ánh mắt Lâm Báo sáng rực như đuốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mạn, tôi đã sắp 80 tuổi, là chủ gia tộc họ Lâm tiền nhiệm. Tôi lừa con nhóc như cô làm gì? Chú Lâm đã nói vậy, cháu cũng muốn trịnh trọng thông báo cho chú một chuyện. Bố cháu đã qua đời, hiện giờ cháu mới là chủ gia tộc họ Diệp. Không cần biết trước kia hai người đã nói những gì, nhưng hiện giờ chuyện của nhà họ Diệp do cháu quyết định. Diệp Mạn cũng sa sầm mặt, thái độ lạnh nhạt không kiêu ngạo cũng không tự ti, đương nhiên, nếu chú Lâm thực sự muốn làm thông gia với nhà họ Diệp, cháu sẽ sắp xếp một mối hôn nhân tốt đẹp. Lâm Báo nhíu mày, rõ ràng đang rất không vui. Người nhà họ Diệp cũng im bặt, ai cũng lo lắng sẽ đắc tội nhà họ Lâm. Mặc dù nhà họ Lâm và nhà họ Diệp đều là gia tộc có danh vọng nhưng bọn họ không quá tin tưởng người chủ gia tộc mới là Diệp Mạn. Nếu tôi nhất định muốn cô gả vào nhà họ Lâm thì sao? Lâm Báo lại lên tiếng, hai mắt nheo lại tràn đầy uy hiếp. Đám người nhà họ Diệp nơm nớp lo sợ. Sao các người dám ép mẹ tôi gả vào nhà họ Lâm? Đúng lúc này, một giọng nói đầy tức giận bỗng nhiên vang lên. Tất cả đều nhìn vào người phụ nữ vừa lên tiếng. Chính là Tần Thanh Tâm. Diệp Mạn cũng vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên bà ta nghe thấy Tần Thanh Tâm gọi mình là mẹ, hai mắt lập tức ngấn nước. Nếu không có người ngoài ở đây, chắc chắn bà ta sẽ không khống chế nổi cảm xúc của mình. Nghĩ lại hơn 20 năm qua bỏ rơi Tần Thanh Tâm, bà ta chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận vì đã tàn nhẫn như vậy, chỉ nghĩ tới trả thù. Tâm à, con mau lui xuống đi. Diệp Mạn vội vàng nói. Tuy bà ta rất cảm động vì Tần Thanh Tâm đứng ra nói giúp mình nhưng cũng hiểu rõ hiện giờ đang trong tình cảnh nào. Thấy con gái sống rất tốt, còn có người chồng tài giỏi như Dương Thanh, bà ta đã vui lắm rồi, không muốn liên lụy đến cô nữa. Lúc này, rốt cuộc Lâm Tùng cũng nhìn thấy Tần Thanh Tâm và Dương Thanh. Anh ta khẽ cong môi nở nụ cười châm chọc, vội vàng nhỏ giọng thì thầm vài câu vào tai Lâm Báo. Nghe xong, Lâm Báo tỏ ra kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tần Thanh Tâm. Nếu Tần Thanh Tâm chưa kết hôn, sắc đẹp và thân phận của cô rất phù hợp để liên hôn. Đương nhiên, hôm nay lão ta đến đây cũng không phải thực sự muốn liên hôn, mà là để gây khó dễ cho chủ gia tộc họ Diệp kế nhiệm, Diệp Mạn. Nhưng biểu hiện của bà ta khiến Lâm Báo khá kinh ngạc. Có lẽ không có hy vọng ép Diệp Mạn gả vào nhà họ Lâm. Tần Thanh Tâm lại là con gái duy nhất của Diệp Mạn. Nếu con cháu nhà họ Lâm lấy được cô cũng đem lại lợi ích rất lớn cho gia tộc. Cô gái nhỏ, cháu tên là gì? Lâm Báo bỗng hỏi. Vừa rồi Tần Thanh Tâm đứng ra nói giúp Diệp Mạn là vì không đành lòng nhìn bà ta bị ức hiếp, hiện giờ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Lâm Báo vốn là chủ gia tộc họ Lâm đời trước, có địa vị cực cao, toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm. Câu hỏi của lão ta khiến Tần Thanh Tâm cảm thấy áp lực đè nặng. Chú Lâm, nếu hôm nay chú đến để phúng viếng bố cháu xin thay mặt nhà họ Diệp hoan nghênh chú. Nhưng nếu vì việc khác, vậy thì mời đi cho.
Diệp Mạn lập tức che chắn trước người Tần Thanh Tâm, lạnh giọng nói. Bà ta là người nhà họ Diệp, từng chứng kiến nhiều thủ đoạn lừa gạt trong các gia tộc lớn. Mục đích Lâm báo đến đây hôm nay rất rõ ràng, bây giờ ánh mắt lão ta nhìn Tần Thanh Tâm cũng rất khác lạ. Diệp Mạn biết lão ta đang có ý đồ gì. Nếu tôi nhớ không lầm, cô vừa nói nếu tôi thực sự muốn kết thông gia với nhà họ Diệp, cô không gả nhưng có thể để người khác trong gia tộc gả vào nhà họ Lâm đúng không? Lâm báo nói. Diệp Mạn cau mày, chợt có dự cảm không lành. Nhưng quả thực bà ta vừa nói như vậy. Đánh cả ông. Diệp Mạn gật đầu đáp, đương nhiên, chỉ cần chú Lâm thật lòng muốn kết thông gia, cháu có thể sắp xếp. Đây là cháu trai trưởng của tôi, Lâm Tùng, nó rất thích con gái cô. Nếu cô không chịu gả vào nhà họ Lâm thì để con gái gả thay đi. Lâm báo nói. Cảm ơn ông nội. Lâm Tùng lập tức mừng rỡ vội vàng cảm ơn, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Sắc mặt Diệp Mạn lập tức biến đổi, Tần Thanh Tâm cũng bối rối. Cô chỉ nói giúp mẹ mình một câu, nào ngờ lại bị nhà họ Lâm để mắt tới. Không được. Diệp Mạn lập tức từ chối, con gái cháu đã lập gia đình, cuộc sống rất hạnh phúc. Nếu đã lập gia đình thì cho con bé ly hôn, tái giá với cháu trai của tôi là được, thái độ của Lâm báo vô cùng hống hách. Diệp Mạn không ngờ mình cố gắng nhún nhường, Lâm báo lại được nước lấn tới, bà ta không chịu gả liền đòi con gái bà ta gả thay, sắc mặt xám xịt lại. Ông chủ Lâm, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà nhỉ. Con gái tôi đã lập gia đình, sống rất hạnh phúc. Tôi không cho phép bất kỳ ai phá hỏng cuộc sống của con bé. Tôi thấy hôm nay ông đến phúng viếng bố tôi là giả, chèn ép nhà họ Diệp mới là thật đúng chứ. Giọng nói của Diệp Mạn vô cùng lạnh lùng, cũng không thèm gọi chú Lâm nữa, ngôn từ sắc bén chất vấn thẳng thừng ngay trước mặt mọi người. Người nhà họ Diệp đều rất kinh ngạc, bọn họ biết Diệp Mạn rất mạnh mẽ, nếu không sao có thể ép Diệp Kế Tông rút khỏi vị trí chủ gia tộc. Nhưng không ngờ bà ta cũng không hề e sợ Lâm báo. Từ đầu đến cuối Dương Thanh vẫn không hề lên tiếng, chỉ lẳng lặng quan sát hết thảy. Không phải anh không muốn ra mặt, mà là cảm thấy Diệp Mạn đối xử chân thành với Tần Thanh Tâm, muốn hai mẹ con họ có thể nhẫn nhau. Đồng thời cũng muốn kiểm tra xem, Diệp Mạn có thích hợp làm chủ gia tộc họ Diệp hay không. Trước mắt, tuy biểu hiện của Diệp Mạn vẫn còn non nớt nhưng Dương Thanh đã rất hài lòng. Vậy thì anh sẽ trợ giúp nhà họ Diệp. Cô nói cái gì? Lâm báo giận tím mặt, lạnh giọng nói, cô dám chất vấn mục đích tôi tới đây sao? Bố cô vừa mới chết, cô đã muốn phá hỏng mối quan hệ giữa hai nhà Diệp, Lâm sao? Một con nhóc giết bố đoạt quyền cũng dám nói với tôi như vậy sao? Lâm báo nổi giận đùng đùng, ánh mắt vô cùng hung dữ. Diệp Mạn không hề sợ hãi, bình tĩnh đáp, người muốn hủy hoại quan hệ giữa hai nhà Diệp, Lâm là nhà họ Lâm các ông, chứ không phải chúng tôi. Nếu các người muốn hủy thì cứ tự nhiên, nhà họ Diệp tôi không thèm mối quan hệ chỉ vì lợi ích này. Diệp Mạn lớn tiếng quát. Câu nói giết bố đoạt quyền của Lâm báo đã kích động bà ta. Cái chết của Diệp Kế Tông vốn có liên quan tới Diệp Mạn, bà ta đã rất khó chịu, Lâm báo còn dám nói ra trước mặt bao người. Dù thế nào, hiện giờ bà ta mới là chủ gia tộc họ Diệp, vậy mà Lâm báo không thèm nể mặt. Mỗi một lời nói, hành động của bà ta đều đại diện cho nhà họ Diệp. Nếu bà ta nhún nhường trước Lâm báo, chẳng khác nào nhà họ Diệp yếu thế hơn nhà họ Lâm. Con ả đê tiện này, sao mày dám nói với tao như vậy, Lâm báo trợn trừng mắt giống lên. Lão ta cứ tưởng sau khi Diệp Kế Tông chết, nhà họ Diệp không còn người chống đỡ, Diệp Mạn chỉ là một người phụ nữ không thể chịu được áp lực lão ta gây ra. Nào ngờ Diệp Mạn lại cứng rắn như vậy. Ông! Diệp Mạn cũng tức giận không kém. Lâm báo dám mắng bà ta đê tiện ngay trốn đông người. Bà ta chỉ vào mặt Lâm báo, lời mắng chửi đến bên miệng lại không thể nói ra. Chỉ là một lão già mà không nên nết mà thôi, sao phải nhẫn nhịn như vậy? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Dương Thanh. Lâm báo cũng trừng mắt nhìn anh, bị Diệp Mạn chống đối đã khiến lão ta rất giận dữ. Giờ đây một thằng nhóc danh cũng dám chửi lão ta là già không nên nết. Danh con, mày dám mắng tao sao? Lâm báo cả giận quát. Ánh mắt Lâm Tùng tràn đầy đắc ý, cũng đứng dậy giả vờ tức giận nói, thằng danh, mày cũng biết ông nội tao có thân phận gì mà còn dám mắng ông sao? Nếu hôm nay mày không quỳ xuống dập đầu xin tha,
nhà họ Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Xem ra, lúc trước tao đánh mày vẫn còn quá nhẹ. Dương Thanh chế giễu nói, Mã Siêu, cho hắn ta câm mồm lại đi. Vâng thưa anh Thanh. Mã Siêu nghe lệnh, lập tức cất bước đi tới. Mày định làm gì? Thấy dáng người cao lớn của Mã Siêu ngày càng đến gần, Lâm Tùng hoảng sợ gào lên. Bốp! Vệ sĩ nhà họ Lâm còn chưa kịp phản ứng, Mã Siêu đã tát vào mặt Lâm Tùng một cái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cơ thể của Lâm Tùng bay ngược ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã ngất đi. Mày, sao mày dám đánh cháu tao? Lâm Báo trợn trừng mắt, khó tin hỏi. Nếu ông còn dám nói nhảm một câu nữa, tôi đánh cả ông đấy, tin không? Mã Siêu châm chọc nói. Phải đền tội. Lúc này Mã Siêu vô cùng ngang ngược. Tất cả đều sợ ngây người, Lâm Báo hoàn toàn tức giận. Lão ta là chủ gia tộc họ Lâm đời trước, 80 năm sống trên đời chưa từng có ai dám làm càn trước mặt lão ta. Một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi dám tuyên bố, nếu lão ta còn nói nhảm thêm một câu sẽ đánh cả lão ta. Vệ sĩ của Lâm Báo sửng sốt rồi mau chóng bảo vệ lão ta, tức giận nhìn chằm chằm Mã Siêu, danh con, mày dám ra tay sao? Mã Siêu nhìn đối phương như đang nhìn một thằng ngu, giễu cợt nói, mày đang nói vớ vẩn gì thế? Cậu chủ Lâm của chúng mày bị tao đánh ngất xỉu rồi, mày còn hỏi tao dám ra tay không à? Giết nó cho tôi. Sát khí lấp lóe trong mắt Lâm Báo, lão ta ra lệnh. Vệ sĩ lập tức vọt thẳng về phía Mã Siêu. Ông ngu xuẩn như vậy, sao trước đây có thể làm chủ gia tộc họ Lâm thế nhỉ? Mã Siêu hờ hững nhìn Lâm Báo, cả người lao vút tới giao đấu với gã vệ sĩ. Bịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mã Siêu tung nắm đấm, vệ sĩ lập tức phun máu bay ngược ra ngoài. Lúc rơi xuống đất đã hôn mê bất tỉnh. Người nhà họ Diệp từng chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Mã Siêu, thấy anh ta một đấm đánh bay vệ sĩ của Lâm Báo cũng không lấy làm ngạc nhiên. Nhưng Lâm Báo chưa từng thấy, chết sững như gặp quỷ. Lão ta tới nhà họ Diệp vốn không định đánh nhau nên không mang nhiều người theo. Lão ta cho rằng Diệp Kế Tông đã chết, nhà họ Diệp không đủ khả năng uy hiếp, không ai dám ra tay với người của lão ta. Chỉ cần tạo đủ áp lực cho nhà họ Diệp là có thể khiến Diệp Mạn ngoan ngoãn gả vào nhà họ Lâm. Đến lúc đó chẳng phải nhà họ Diệp do nhà họ Lâm định đoạt rồi sao? Lão ta không ngờ Diệp Mạn cứng rắn như vậy, đến cả một gã vệ sĩ của nhà họ Diệp cũng dám đánh người của lão ta. Lão ta tưởng Mã Siêu chỉ là một tên vệ sĩ bình thường. Ê lão già, anh Thanh nói rồi, ông chỉ là một thằng già không nên nết thôi, không cần nhẫn nhịn. Bây giờ sẽ đến lượt ông. Mã Siêu cười híp mắt bước từng bước về phía Lâm Báo. Vừa đi vừa châm chọc hỏi, ông nghĩ ông già vậy rồi, liệu có chịu nổi một bạt tai của tôi không? Anh ta lại nhìn Dương Thanh cười hỏi, anh Thanh nghĩ nếu em ra tay, ông ta có bị đánh chết không nhỉ? Người nhà họ Diệp đều kinh hãi, Lâm Báo là chủ gia tộc họ Lâm đời trước, một thời oanh liệt cùng thế hệ với Diệp Kế Tông. Bây giờ lại bị đùa bỡn như vậy. Người nhà họ Diệp chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo, trong mắt Dương Thanh và Mã Siêu. Có lẽ tám gia tộc đứng đầu Yến Đô chỉ là thế lực có thể tiện tay diệt trừ bất cứ lúc nào. Nghĩ vậy, bọn họ càng thêm sợ hãi. Rốt cuộc Dương Thanh có thân phận khủng bố gì mới có được thực lực và nền tảng mạnh mẽ đến vậy? Dương Thanh không biết đám người nhà họ Diệp đang nghĩ gì, nghe thấy Mã Siêu trêu chọc thì lắc đầu nói, hôm nay là tang lễ của ông chủ Diệp, không nên thấy máu. Tha cho ông chủ Lâm đi, anh Thanh đã nói vậy, em không động đến ông ta nữa. Mã Siêu cười đáp, vừa đi tới trước mặt Lâm Báo liền quay lưng rời đi, dường như lão ta chỉ là một lão già lớn tuổi tầm thường mà thôi. Lâm Báo sắp thức điên rồi, chưa từng bị đùa bỡn như vậy. Hai thằng danh chết tiệt, chúng mày dám sỉ nhục tao sao? Tao nhất định sẽ bắt chúng mày phải trả giá đắt, Lâm Báo giận dữ hét lên. Lão ta vừa dứt lời, hơn 20 người đã chạy tới. Là Lâm Thiên Trạch, con trai của Lâm Báo. Chủ gia tộc họ Lâm hiện tại. Có người nhận ra thân phận của người mới tới, hoảng hốt hô lên. Sau lưng Lâm Thiên Trạch có hơn 20 gã cao to vạm vỡ, chính là vệ sĩ hàng đầu của nhà họ Lâm. Lâm Thiên Trạch là chủ gia tộc họ Lâm, bỗng nhiên mang nhiều người như vậy tới nhà họ Diệp, chắc chắn không có ý tốt. Bố! Lâm Thiên Trạch đi tới trước mặt Lâm Báo, khẽ cúi đầu. Sau đó, cặp mắt chim ưng của ông ta nhìn chằm chằm Mã Siêu. Rõ ràng,
ông ta đã biết Mã Siêu vừa đùa bỡn Lâm Báo. Nhóc con, tôi không cần biết cậu là ai, dám bất kính với bố tôi thì phải đền tội. Lâm Thiên Trạch bỗng lên tiếng tuyên bố muốn xử tội Mã Siêu. Hai trong tám gia tộc. Mã Siêu cười lạnh, mỉa mai nhìn Lâm Báo đang nổi trận lôi đình, sao hả? Ông già không được thì thằng con lên sao? Nếu thằng con không được thì thằng cháu lại tới hả? À không, thằng cháu đang nằm trên đất rồi. Cậu đang muốn tiếp tục khiêu khích nhà họ Lâm sao? Lâm Thiên Trạch bình tĩnh hỏi, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hôm nay là tang lễ của bố tôi. Ông chủ Lâm gióng trống khua chiêng dẫn người tới đây làm gì? Đúng lúc này, Diệp Mạn bước ra chất vấn Lâm Thiên Trạch. Lâm Thiên Trạch lạnh lùng nhìn bà ta, cười lạnh một tiếng, bố tôi có lòng dẫn người tới phúng viếng ông chủ Diệp, lại bị chó của bà sỉ nhục trước mặt bao người. Chẳng lẽ nhà họ Diệp cứ để yên như vậy? Có lòng. Diệp Mạn cười nhạo nói, bố ông ỷ mình lớn tuổi sỉ nhục tôi, còn muốn ép tôi gả vào nhà họ Lâm. Tôi là chủ gia tộc họ Diệp đời này, nếu phải gả vào nhà các người chẳng phải sau này nhà họ Diệp sẽ bị các người khống chế sao? Một ả đàn bà giết bố đoạt quyền cũng có mặt mũi tự nhận là chủ gia tộc họ Diệp à, Lâm Thiên Trạch khinh thường nói. Trước đó Lâm Báo nói Diệp Mạn giết bố đoạt quyền, bây giờ Lâm Thiên Trạch cũng nói vậy. Dù tính tình Diệp Mạn tốt đến đâu cũng không nén giận nổi nữa. Lâm Thiên Trạch, ông câm miệng lại đi. Diệp Mạn lớn tiếng quát, đỏ mắt nói, đây là chuyện riêng của nhà họ Diệp, người ngoài như ông không có tư cách xía vào. Tôi đã nói với bố ông. Nếu các người đến để phúng viếng bố tôi, nhà họ Diệp vô cùng hoan nghênh. Nhưng nếu không phải, lập tức cút đi cho tôi. Diệp Mạn vung tay lên, đội vệ sĩ nhà họ Diệp đâu? Mấy chục cao thủ nhà họ Diệp nhanh chóng chạy vọt ra bao vây đám người nhà họ Lâm. Lúc này, Diệp Mạn vô cùng cứng rắn. Lâm Thiên Trạch không hề e sợ, châm chọc nói, sao hả? Bà thẹn quá hóa giận à? Diệp Mạn không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta. Người nhà họ Diệp cũng trừng mắt nhìn người nhà họ Lâm. Ông chủ của các người bị ả đàn bà này làm tức chết, chẳng lẽ các người còn muốn ủng hộ bà ta làm chủ gia tộc sao? Lâm Thiên Trạch nhìn sang bọn họ, giễu cợt hỏi. Câm miệng, chuyện nhà họ Diệp để chúng tôi tự giải quyết. Nhà họ Lâm các người đã không thành tâm đến phúng viếng ông chủ thì mau cút đi. Một người lớn nhà họ Diệp không nhịn nổi nữa, nổi giận nói. Người nhà họ Lâm mau cút khỏi nhà họ Diệp. Nơi này không chào đón các người. Cút đi. Tất cả người nhà họ Diệp đều đồng thanh hét lên. Hiện giờ, người nhà họ Diệp vô cùng đoàn kết. Dương Thanh thấy vui mừng. Nếu nhà họ Diệp có thể đoàn kết sớm hơn, có lẽ đã áp đảo được 7 gia tộc còn lại rồi. Nhà họ Diệp thật náo nhiệt. Đúng lúc này, một người trung niên xa lạ xuất hiện, sau lưng dẫn theo 20 người. Thấy ông ta, sắc mặt Diệp Mạn bỗng trở nên trắng bệch. Bởi vì bà ta biết thân phận của đối phương, ông ta dẫn theo 20 cao thủ tới, chắc chắn cũng giống nhà họ Lâm không có ý gì tốt. Bà ta không ngờ Diệp Kế Tông vừa mới qua đời, nhà họ Diệp đã thành mục tiêu công kích của các nhà. Chỉ sợ đám người này tìm tới để thừa cơ tranh giành chút lợi ích. Anh Tôn, tôi chờ anh lâu lắm rồi. Nếu anh không mau tới, tôi sẽ bị người nhà họ Diệp đuổi ra mất. Lâm Thiên Trạch bật cười nhìn người dẫn đầu mới tới. Rõ ràng. Ông ta đã hẹn trước với đối phương. Người được Lâm Thiên Trạch gọi là anh Tôn chỉ có thể là người của nhà họ Tôn cũng nằm trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Người tới có khí thế hơn người, uy nghiêm cao quý, chính là chủ gia tộc họ Tôn, Tôn Húc. Tôn Húc nghe vậy cười đáp, anh Lâm cứ nói đùa. Dù Diệp Kế Tông còn sống cũng đâu dám đuổi người nhà họ Lâm ra ngoài, huống hồ là con gái lão ta. Một ả đàn bà cũng dám xua đuổi anh Lâm sao? Ha ha! Anh Tôn nói đúng, một ả đàn bà cũng dám xua đuổi người nhà họ Lâm tôi sao? Lâm Thiên Trạch cười lớn đáp lại rồi nhìn sang Diệp Mạn, mỉa mai nói, bây giờ bà còn muốn đuổi chúng tôi đi nữa không? Tôn Húc cũng cười híp mắt nhìn chằm chằm Diệp Mạn, ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Chủ của 2 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô kéo người tới nhà họ Diệp, rõ ràng là muốn ép nhà họ Diệp phải cúi đầu. Không ngại đáp trả. Người nhà họ Diệp đều thấy bi ai. Bọn họ từng là 1 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, huy hoàng nhường nào. Bây giờ Diệp Kế Tông vừa mới mất, 2 gia tộc lớn kéo tới chèn ép ngay trong tang lễ. Một nhà họ Lâm đã khiến bọn họ cảm thấy áp lực đè nặng, hiện giờ lại thêm nhà họ Tôn, sao bọn họ có thể đối phó nổi.
rốt cuộc các người muốn thế nào? Diệp Mạn cắn răng hỏi. Không phải bà ta không biết hai nhà Tôn, Lâm liên thủ sẽ mạnh tới mức nào. Tám gia tộc đứng đầu Yến Đô có thể giữ thế cân bằng là vì trước giờ chưa từng nhúng tay vào chuyện của nhà khác. Nhờ vậy, sự cân bằng giữa các gia tộc được giữ vững. Bất kỳ hai trong số gia tộc này liên thủ đều sẽ gây ra uy hiếp rất lớn cho một gia tộc khác. Giờ đây, nhà họ Lâm và nhà họ Tôn đã hợp sức. Nếu không có lợi ích chung, bọn họ không thể liên thủ với nhau. Bố tôi tự mình tới cửa hỏi cưới, bà không thèm nể mặt. Chuyện này nhất định phải có lời giải thích rõ ràng. Đồng thời, bà phải gả vào nhà họ Lâm theo ước hẹn giữa bố tôi và ông chủ Diệp khi còn sống. Còn nữa, người nhà họ Diệp đánh con tôi bị thương, chuyện này dễ nói rồi. Ai đánh thì giao kẻ đó ra, tôi chỉ cần mạng một mình nó. Chỉ cần các người xử lý tốt mấy chuyện này, nhà họ Lâm sẽ lập tức rời đi. Lâm Thiên Trạch cười híp mắt nói. Tôn Húc cũng cười nói, hôm nay nhà họ Tôn đến đây chỉ để hỗ trợ nhà họ Lâm. Nếu nhà họ Lâm rút lui, đương nhiên chúng tôi cũng đi. Chủ của hai gia tộc lớn hợp sức ức hiếp một người phụ nữ. Đây chính là thực trạng của các gia tộc quyền quý. Trong thế giới của bọn họ chỉ có lừa gạt lẫn nhau, tranh đoạt lợi ích. Dù là tang lễ của ông chủ Diệp, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội giành giật lợi ích. Dương Thanh thản nhiên đứng nhìn chứ không hề nhúng tay, trong lòng cảm thấy bi ai. Tuy anh cũng từng là người trong gia tộc lớn nhưng từ nhỏ đã bị đuổi đi. Tính ra anh cũng được coi là xuất thân bần hàn. Nhưng anh may mắn dùng sức mình đạt được quyền thế lớn hơn cả tám gia tộc đứng đầu Yến Đô. Kỳ thực anh có thể giải quyết nguy cơ hiện giờ của nhà họ Diệp chỉ với một câu nói, thậm chí là hủy diệt cả hai nhà Lâm, Tôn. Thế nhưng ít nhất là lúc này, anh sẽ không làm vậy. Anh muốn xem những gia tộc quyền thế này có thể vô sỉ tới mức nào. Ngoại trừ nhà họ Lâm và nhà họ Tôn, còn nhà nào muốn tới hôi của nữa. Anh biết lúc nào nên ra tay, lúc nào nên im lặng. Lúc này, Diệp Mạn vô cùng đau khổ. Bà ta bỗng nhiên hiểu ra những việc Diệp Kế Tông đã làm. Chỉ khi gia tộc càng lớn mạnh mới có thể bất bại, nếu không sẽ dần bị đào thải theo thời gian. Đối với những gia tộc như nhà họ Diệp, liên hôn là cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất để đạt được lợi ích lớn nhất. Gả vào nhà họ Lâm là chuyện không thể. Sau một hồi im bặt, Diệp Mạn cắn răng nói, con của ông bị đánh cũng là tự làm tự chịu. Không lấy mạng nó đã là nhân từ lắm rồi. Muốn chúng tôi giao người lại càng không thể. Nếu các người cho rằng bố tôi qua đời, nhà họ Diệp dễ bắt nạt thì cứ thử xem. Các người dám liều mạng đấu một trận, nhà họ Diệp không ngại đáp trả. Chỉ sợ các người không dám. Khí thế trên người Diệp Mạn đột nhiên tăng vọt, lạnh giọng quát. Nghe vậy, người nhà họ Diệp chỉ cảm thấy hừng hực ý chí chiến đấu, cảm giác ngột ngạt đều biến mất. Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc không khỏi kinh ngạc. Bọn họ chỉ dẫn 20 người tới chỉ để uy hiếp ép nhà họ Diệp thỏa hiệp chứ không hề có ý định đánh thật. Dù sao nhà họ Diệp cũng là gia tộc đứng đầu ngang hàng với bọn họ. Nếu thật sự phải liều chết một trận, dù hai nhà Lâm, Tôn hợp sức cũng sẽ gặp kết cục cả hai đều thiệt. Chỉ là nhà họ Diệp sẽ tổn thất nặng nề hơn. Nhưng thế lực giữa tám gia tộc đứng đầu Yến Đô rất cân bằng. Đừng nói là tổn thất nặng. Dù chỉ bị thiệt hại chút ít cũng đủ để tạo nên nguy cơ chí mạng cho hai nhà Lâm, Tôn. Các gia tộc khác vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ như hổ đói rình mồi. Ít đi một gia tộc, quyền lợi của các gia tộc khác sẽ tăng lên. Bà thực sự muốn khai chiến sao? Lâm Thiên Trạch trầm giọng hỏi. Cầu còn không được. Nhà họ Lâm muốn khai chiến, nhà họ Diệp không ngại đánh, Diệp Mạn kiêu ngạo đáp. Nghe thấy thế, Lâm Thiên Trạch lập tức luống cuống. Nhà họ Lâm và nhà họ Tôn chỉ tạm thời liên thủ mà thôi. Nếu nhà họ Diệp đấu với nhà họ Lâm, chỉ e nhà họ Tôn sẽ thừa cơ bỏ chạy. So với việc cùng liên thủ với nhà họ Lâm đối đầu nhà họ Diệp, đứng ngoài quan sát sẽ giúp nhà họ Tôn đạt được lợi ích lớn hơn nhiều. Anh Lâm yên tâm, nhà họ Tôn đã quyết định liên thủ với nhà họ Lâm, đương nhiên sẽ cùng tiến cùng lùi. Nếu phải khai chiến, chúng tôi sẽ tham gia. Dường như Tôn Húc cảm nhận được lo lắng của Lâm Thiên Trạch. Vội vàng hứa hẹn. Hai người đàn ông hợp sức ức hiếp một người phụ nữ, đúng là vô liêm sỉ. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng tràn ngập châm chọc chợt vang lên. Mọi người trông thấy một bóng dáng trung niên chậm rãi cất bước đi tới. Người đó chính là Vũ Văn Cao Dương, chủ gia tộc Vũ Văn. Bên cạnh ông ta chính là Vương Thành,
người được Dương Thanh nâng đỡ lên vị trí người thừa kế. Gặp lại Vũ Văn Cao Dương, cảm xúc của Dương Thanh cực kỳ bình thản, giống như nhìn thấy một người xa lạ. Vũ Văn Cao Dương, ông cũng định nhúng tay vào sao? Lâm Thiên Trạch lạnh giọng hỏi. Tôn Húc cũng trừng mắt nhìn Vũ Văn Cao Dương. Ông chủ Vũ Văn. Diệp Mạn khẽ gật đầu, trong mắt có vài phần cảm kích. Vũ Văn Cao Dương không mang theo nhiều người, hơn nữa đều là con cháu dòng chính của gia tộc Vũ Văn. Hơn nữa câu nói vừa rồi của ông ta cũng đã nói rõ ý đồ. Vũ Văn Cao Dương gật đầu chào lại Diệp Mạn rồi mới nhìn Lâm Thiên Trạch cười lạnh, chỉ cho nhà họ Lâm các người bắt nạt phụ nữ, không cho nhà Vũ Văn chúng tôi giúp người sao. Nếu tôi như không lầm, mấy ngày trước sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn bỗng nhiên bị tổn thất to lớn còn có liên quan đến nhà Diệp thì phải. Tôn Húc híp mắt cười, không phải ông chủ Vũ Văn thương hoa tiếc ngọc đến mức không thèm truy cứu trách nhiệm tổn hại lợi ích gia tộc mình đấy chứ. Vũ Văn Cao Dương cười nhạt nói, chỉ tổn thấy vài tỷ mà thôi, gia tộc Vũ Văn vẫn chống đỡ được, không cần ông chủ Tôn nhọc lòng. Ông chủ Vũ Văn, tôi rất xin lỗi về chuyện lần trước. Diệp Mạn tranh thủ cơ hội nói lời xin lỗi. Vũ Văn Cao Dương hào phóng phất tay, chuyện nhỏ thôi. Tôi ngưỡng mộ ông chủ Diệp đã lâu, hôm nay tới đây để phúng viếng ông ấy. Dứt lời, Vũ Văn Cao Dương dẫn người trong gia tộc đi lên phúng viếng. Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc đều không nói gì thêm. Bọn họ vẫn chưa xác định ông ta có trợ giúp nhà họ Diệp hay không, sẽ không làm gì quá đáng. Một khi Vũ Văn Cao Dương muốn trợ giúp nhà họ Diệp, hai nhà Lâm, Tôn liên thủ cũng không làm gì được, thậm chí còn suy yếu lực lượng của chính mình. Tôi đang định đàm phán vài mối làm ăn với nhà họ Diệp, không biết bà chủ Diệp có đồng ý hay không. Vũ Văn Cao Dương chợt bật cười nói với Diệp Mạn. Nghe vậy, Diệp Mạn lập tức mừng rỡ, vội đáp cầu còn không được. Trước khi bàn chuyện hợp tác có thể mời những kẻ không liên ra quan ngoài được không? Vũ Văn Cao Dương cười hỏi. Diệp Mạn sững sờ, lập tức hiểu được ý của ông ta, tinh thần bất an cuối cùng cũng thả lỏng. Dù chưa nói rõ nhưng rõ ràng gia tộc Vũ Văn đang muốn bắt tay với nhà họ Diệp. Sắc mặt của Lâm Thiên Trạch và Tôn Húc đều cực kỳ khó coi. Ông chủ Lâm, ông chủ Tôn, hai người phúng viếng xong rồi thì mời đi cho. Có Vũ Văn Cao Dương ủng hộ, Diệp Mạn càng tự tin, lớn tiếng nói. Nói là mời bọn họ đi nhưng thái độ lạnh lùng không hề giống mời. Vũ Văn Cao Dương, ông thực sự muốn giúp nhà họ Diệp sao? Lâm Thiên Trạch nghiến răng hỏi, ánh mắt lấp lóe. Ông chủ Lâm quản hơi nhiều chuyện. Gia tộc Vũ Văn làm gì cần người ngoài nhúng tay sao? Vũ Văn Cao Dương cũng xa sầm mặt, lạnh giọng nói, nếu nhà họ Lâm muốn chết, tôi không ngại giúp nhà họ Diệp tiêu diệt các người trước. Ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Diệp Mạn chỉ xua đuổi nhà họ Lâm và nhà họ Tôn, Vũ Văn Cao Dương lại trắng trợn uy hiếp, tuyên bố muốn tiêu diệt nhà họ Lâm. Các người dám không? Sắc mặt của Lâm Thiên Trạch rất khó coi. Cùng là chủ của một trong tám gia tộc đứng đầu Yến Đô, Vũ Văn Cao Dương lại dám uy hiếp ông ta. Trước đó, tuy Diệp Mạn và ông ta cũng đấu khẩu đòi khai chiến nhưng hai bên đều ở thế cân bằng, chưa từng thực sự khai chiến. Vũ Văn Cao Dương vừa mở miệng đã nói muốn trợ giúp nhà họ Diệp tiêu diệt nhà họ Lâm, khiến Lâm Thiên Trạch cực kỳ giận dữ. Vũ Văn Cao Dương, ông tưởng tôi là đồ vô dụng sao? Đòi diệt nhà họ Lâm, gia tộc Vũ Văn đủ tư cách à? Lâm Thiên Trạch hung dữ nói. Vũ Văn Cao Dương chưa kịp đáp lại, Diệp Mạn đã lên tiếng, nếu nhà họ Lâm không chịu cút khỏi nhà họ Diệp, tôi không ngại bắt tay với ông chủ Vũ Văn biến tám gia tộc đứng đầu Yến Đô thành bảy gia tộc. Uy hiếp trắng trợn. Vũ Văn Cao Dương đã làm chủ gia tộc Vũ Văn nhiều năm, nhưng Diệp Mạn mới chỉ đảm nhiệm từ ngày hôm qua, lại còn là một người phụ nữ. Nhà họ Lâm muốn liên thủ với nhà họ Tôn tới đây chèn ép cũng bởi vì xem thường Diệp Mạn, tưởng có thể buộc nhà họ Diệp phải thỏa hiệp. Nhưng hiện giờ, Vũ Văn Cao Dương ngang nhiên trợ giúp nhà họ Diệp, tuyên bố muốn diệt nhà họ Lâm. Từ sau khi gia tộc Vũ Văn ra mặt, Tôn Húc chỉ im lặng. Lâm Thiên Trạch bỗng có cảm giác, đâm lao phải theo lao. Nếu Tôn Húc chịu đứng ra trợ giúp, ông ta còn có can đảm đối đầu gia tộc Vũ Văn và nhà họ Diệp. Thế nhưng Tôn Húc không chịu, vẻ mặt tràn đầy do dự. Dù là bố cậu Vũ Văn Châu đứng trước mặt tôi cũng phải nể mặt vài phần. Vậy mà cậu dám uy hiếp nhà họ Lâm ngay trước mặt tôi. Cậu tưởng nhà họ Lâm dễ bắt nạt lắm sao? Đúng lúc này, Lâm Báo chống gậy đi tới, giận dữ quát.
Vũ Văn Cao Dương cười nhạt một tiếng, thì ra chú Lâm cũng tới à. Thất lễ rồi, tuy ông ta nói xin lỗi nhưng vẻ mặt không hề có ý thành khẩn xin lỗi. Nụ cười còn ẩn chứa sự trêu tức. Lâm Báo tức giận toàn thân run lên. Vũ Văn Cao Dương còn nói thêm, không khéo rồi chú Lâm. Lúc bố tôi nhường lại vị trí chủ gia tộc đã nói, sau này tôi không cần phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai. Hôm nay tôi không muốn nể mặt chú Lâm. Nghe vậy, Lâm Báo trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Cao Dương, dữ tợn nói, danh con, hôm nay cậu quyết tâm muốn đối đầu với nhà họ Lâm phải không? Không phải tôi muốn đối đầu với nhà họ Lâm, mà các người muốn đối đầu với tôi. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Diệp sẽ là đồng minh của gia tộc Vũ Văn, kẻ nào dám ra tay với nhà họ Diệp, đừng trách gia tộc Vũ Văn không khách sáo. Vũ Văn Cao Dương vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ai không biết còn tưởng ông ta đang nói giỡn. Cuối cùng Lâm Báo cũng hiểu, hôm nay rất khó động vào nhà họ Diệp. Nhà họ Lâm đã chủ động khiêu khích nhà họ Diệp, chỉ sợ đã bị ghi thù. Nếu nhà họ Tôn định khoanh tay đứng nhìn, sớm muộn gì hai nhà Diệp và Vũ Văn cũng sẽ hợp sức đối phó nhà họ Lâm. Lâm Thiên Trạch cũng hiểu được điều này, bỗng nhìn sang Tôn Húc. Ở đây đều là chủ của các gia tộc lớn, ai cũng rất khôn khéo. Tôn Húc cũng đang phân tích thiệt hơn nếu liên thủ với nhà họ Lâm. Anh Tôn, nghe nói lúc nhà họ Tôn mở thị trường ở nước ngoài gặp phải chút rắc rối. Lâm Thiên Trạch bỗng nhiên lên tiếng, anh Tôn cũng biết, nhà họ Lâm chúng tôi phát triển mạnh mảng giải trí, có không ít quan hệ ở nước ngoài. Nếu cần anh cứ mở miệng, nhà họ Lâm sẽ giúp đỡ hết mình, tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn gia tộc anh em gặp rắc rối. Tôn Húc vẫn im lặng, nhưng trong lòng đang mừng rỡ như điên. Chuyện giúp đỡ nhà họ Tôn mở thị trường ở nước ngoài không hề có trong giao hẹn ban đầu giữa bọn họ. Ông ta giữ yên lặng lúc Vũ Văn Cao Dương xuất hiện chính là nâng cao giá của mình. Hai gia tộc lớn liên thủ chỉ có thể là vì lợi ích. Thị trường nước ngoài của nhà họ Tôn rất kém cỏi, nhưng của nhà họ Lâm lại cực kỳ phát triển. Nếu nhà họ Lâm chịu giúp đỡ, thực lực tổng hợp của nhà họ Tôn sẽ tăng vọt. Thế nhưng Tôn Húc không lập tức trả lời Lâm Thiên Trạch, chỉ mỉm cười ẩn ý. Ông ta biết tình hình hiện giờ có thể đem lại lợi ích lớn hơn nữa, dù sao vẫn còn nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn. Lỡ nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn đưa ra lợi ích lớn hơn thì sao? Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn cũng phát hiện ánh mắt của Tôn Húc đảo qua người mình. Đáng tiếc, cả hai người đều không hề tỏ thái độ gì. Thậm chí Tôn Húc còn nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt Vũ Văn Cao Dương. Ánh mắt của Diệp Mạn cũng chỉ có sự lạnh lùng. Hiển nhiên Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn đều sẽ không đưa ra cái giá lớn hơn. Vũ Văn Cao Dương biết rõ quan hệ giữa Dương Thanh với nhà họ Diệp. Đừng nói là diệt hai nhà Tôn, Lâm, Dương Thanh muốn diệt sạch tám gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng chẳng có gì khó. Có thể nói, chỉ cần Dương Thanh còn sống, nhà họ Diệp sẽ không sụp đổ. Tôn Húc còn muốn nâng giá ngay tại đây sao? Nằm mơ! Anh Lâm đã nói vậy, đương nhiên tôi sẽ không làm anh thất vọng. Rốt cuộc Tôn Húc cũng đáp lại Lâm Thiên Trạch. Lâm Thiên Trạch thầm mắng lão cáo già, nỗi bất an trong lòng cũng tan biến. Diệp Mạn, bố tôi nể tình ông chủ Diệp nên mới đích thân tới đây phúng viếng. Bà lại chống đối ông ấy trước mặt mọi người, nếu truyền ra ngoài, bố tôi còn mặt mũi nào nữa. Có Tôn Húc trợ giúp, Lâm Thiên Trạch không còn chần chừ, lạnh giọng nói, bà nhất định phải công khai xin lỗi. Ngoài ra, con trai tôi Lâm Tùng là con trai trưởng nhà họ Lâm, bị người nhà họ Diệp các người đánh ngất xỉu. Bà là chủ gia tộc cũng phải công khai xin lỗi nó. Đồng thời phải giao người đánh nó cho nhà họ Lâm xử lý. Lâm Thiên Trạch tiếp tục truy cứu hai chuyện này. Rõ ràng nhà họ Lâm chủ động khiêu khích trước, nhưng ông ta lại nói thành nhà họ Diệp có lỗi. Ông đã nhắc tới hai chuyện này, vậy tôi cũng phải tính sổ với ông một lượt. Diệp Mạn lạnh lùng nói, bố ông sỉ nhục tôi trước mặt bao người, ép tôi gả vào nhà họ Lâm. Tôi là chủ nhà họ Lâm lại bị sỉ nhục ngay trong nhà, có phải bố ông cũng nên công khai xin lỗi tôi không? Con của ông bị đánh là nó gieo gió gặt báo, đừng nói là bị đánh ngất xỉu, dù có bị giết cũng đáng đời. Thái độ của Diệp Mạn rất cứng rắn. Bà ta là chủ nhà họ Diệp, nếu công khai xin lỗi chẳng phải là nhà họ Diệp cúi đầu trước nhà họ Lâm sao? Đến lúc đó, không chỉ danh dự của bà ta mà cả danh tiếng của nhà họ Diệp đều bị tổn hại. Đúng là ả đàn bà miệng lưỡi khôn lanh. Chuyện xin lỗi có thể không tính,
nhưng hôm nay tôi nhất định phải bắt người đánh con trai tôi đi. Lâm Thiên Trạch nheo mắt nói. Người do tôi đánh, nhưng các người có dám bắt tôi đi không? Đúng lúc này, một giọng nói mỉa mai bỗng vang lên. Ngay sau đó, một bóng người vạm vỡ chậm rãi cất bước đi ra, cười híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên Trạch. Chỉ cho đường sống. Thấy Mã Siêu bước ra, người nhà họ Diệp đều kích động. Bọn họ biết rõ anh ta rất mạnh. Nếu anh ta ra tay, nhà họ Lâm còn ai có thể ngăn cản? Danh con ngông cuồng. Dám đánh con trai tao, tao phải khiến mày sống không bằng chết. Đưa nó đi cho tôi. Lâm Thiên Trạch vung tay ra lệnh, hai chục cao thủ nhà họ Lâm được ông ta dẫn tới lập tức lao về phía Mã Siêu. Ông ta đòi Diệp Mạn công khai xin lỗi chỉ là một cái cớ mà thôi. Mặc dù Tôn Húc đã đồng ý liên thủ, nhưng nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn cũng là hai gia tộc lớn. Nếu thực sự khai chiến, bên nào cũng gặp bất lợi. Trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô vẫn còn 4 gia tộc khác đang rình rập. 4 nhà bọn họ giao chiến chắc chắn sẽ bị suy yếu. Khi đó 4 gia tộc còn lại sẽ lăm le nhảy vào. Bắt người đánh Lâm Tùng chẳng qua là lấy cớ hòa giải, thuận tiện dẫn người rời đi. Nhưng ông ta không biết Mã Siêu là ai. Danh con, nếu không muốn đau đớn thì ngoan ngoãn đi theo bọn tao. Cao thủ cầm đầu châm chọc nhìn chằm chằm Mã Siêu. Ánh mắt gã ta nhìn Mã Siêu tràn đầy khinh miệt, dường như Mã Siêu chỉ là một quân cờ bị nhà họ Diệp vứt bỏ. Vậy mà không hề thấy Mã Siêu tỏ ra e ngại dù đang bị hai chục cao thủ bao vây. Tao cứ đứng đây đấy, chúng mày muốn dẫn tao rời đi thì đến bắt đi. Mã Siêu khoanh tay trước ngực, cười híp mắt đáp lại. Gã cầm đầu lập tức xa sầm mặt, không ngờ Mã Siêu còn dám lớn lối như vậy. Một quân cờ bị nhà họ Diệp vứt bỏ cũng dám làm càn trước mặt cao thủ nhà họ Lâm bọn tao sao, gã ta lớn tiếng quát. Nói nhảm nhiều quá đấy. Mã Siêu bất lực nói, chỉ cần chúng mày có bản lĩnh bắt tao đi, muốn đánh muốn giết tùy chúng mày. Nhưng chúng mày bắt nổi tao không? Mày chán sống rồi hả? Gã cầm đầu bị chọc giận, hùng hổ ra lệnh, hai đứa đi lên đánh gãy chân tay nó cho tao. Vâng. Hai cao thủ nhà họ Lâm vào tới chỗ Mã Siêu. Thằng danh này thật ngông cuồng. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Có lẽ nó biết mình chết chắc nên mới mạnh miệng để xả giận. Nó đúng là đen đủi, rõ ràng là vật hy sinh bị đẩy ra chết thay. Đám người nhà họ Lâm và nhà họ Tôn không biết rõ đều cười cợt chế giễu. Bịch, rầm. Trong lúc đó, hai gã cao thủ nhà họ Lâm vừa tới trước mặt Mã Siêu đã phun máu bay ra ngoài như bị xe tải hạng nặng đụng phải. Đến khi ngã xuống đất, cả hai đều đã hôn mê. Không khí lặng ngắt như tờ. Tất cả đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bóng người cao lớn thản nhiên đứng khoanh tay giữa vòng vây của đám cao thủ nhà họ Lâm. Hay lắm! Bỗng có người nhà họ Diệp thốt lên. Thấy Mã Siêu vừa ra tay đã đánh bay hai cao thủ nhà họ Lâm khiến chúng ngất xỉu tại chỗ, bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Vũ Văn Cao Dương cũng giật mình kinh hãi. Ông ta biết chàng trai này là người bên cạnh Dương Thanh. Ông ta cũng biết Mã Siêu rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ lại mạnh tới mức này. Thậm chí vừa rồi ông ta còn không nhìn thấy Mã Siêu ra tay thế nào, chỉ thấy hai gã cao thủ nhà họ Lâm bỗng phụt máu bay ra ngoài. Đám cao thủ này được Lâm Thiên Trạch dẫn tới nhà họ Diệp đương nhiên phải có thực lực mạnh mẽ, vậy mà không chịu nổi một đòn của Mã Siêu. Mã Siêu đã mạnh như vậy, Dương Thanh còn mạnh tới mức nào? Vũ Văn Cao Dương vô thức nhìn chàng trai trẻ kia. Lúc này, Dương Thanh đang bình tĩnh nhìn Mã Siêu đang bị người nhà họ Lâm bao vây. Tựa như không hề lo lắng Mã Siêu sẽ bị thương. Vũ Văn Cao Dương chấn động, chẳng lẽ hai chục cao thủ nhà họ Lâm bao vây cũng không bắt được Mã Siêu sao? Nếu không sao Dương Thanh lại thờ ơ như vậy? Người nhà họ Lâm và nhà họ Tôn còn kinh hãi hơn nhiều. Phải rồi, quên nói cho ông biết, vừa rồi con ông cũng bị tôi đánh bay như vậy đấy. Mã Siêu khiêu khích nhìn Lâm Thiên Trạch. Vẻ mặt Lâm Thiên Trạch trở nên vặn vẹo, căm tức nhìn Mã Siêu. Vũ Văn Cao Dương và Diệp Mạn chống lại ông ta còn có thể nhẫn nhịn. Nhưng một gã cao thủ nhà họ Diệp cũng dám khiêu khích, ông ta không nhịn được. Con mẹ nó ngây ra đấy làm gì? Tất cả xông lên giết nó cho tao. Giết chết nó. Lâm Thiên Trạch thấy cao thủ nhà mình còn ngơ ngác tại chỗ, nổi giận tới mức chửi thề. Tiếng quát này khiến đám cao thủ nhà họ Lâm bừng tỉnh. Gã cầm đầu cả giận quát, lên hết đi, giết chết nó.
18 gã cao thủ còn lại đều điên cuồng phóng tới. Nhưng Mã Siêu vẫn bình thản khoanh tay đứng tại chỗ, loại cao thủ này không có khả năng khiến anh ta bị thương. Trừ phi là cao thủ mạnh nhất của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô mới có thể tạo ra chút uy hiếp với anh ta, còn lại đều là con sâu cái kiến tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chết đi! Gã cầm đầu vào tới trước mặt Mã Siêu, giơ chân đá vào đầu anh ta muốn một đòn chí mạng. Mày đã muốn chết như vậy, tao sẽ lấy mạng mày. Rốt cuộc Mã Siêu cũng lên tiếng. Anh ta bỗng đạp xuống đất, mặt đất rung chuyển hiện ra dấu chân lõm xuống. Mọi người chỉ thấy một cái bóng màu đen mờ, anh ta biến mất. Bốp! Một giây sau, tiếng va chạm thanh thúy vang lên, thân thể Mã Siêu lại hiện ra. Anh ta đang bóp cổ gã cao thủ cầm đầu nhà họ Lâm, cánh tay vạm vỡ nổi đầy gân xanh nhấc bổng gã cao thủ kia lên khỏi mặt đất. Gã cầm đầu chỉ thấy cổ họng như bị gọng kìm bóp chặt. Gã ta liều mạng giãy giụa nhưng vô vọng. Đến giờ phút này, gã ta mới ý thức được, thực lực của chàng trai cao lớn trước mặt mạnh đến nhường nào. Đấu với anh ta chính là châu chấu đá xe. Mày đã muốn giết tao, tao sẽ lấy mạng mày trước. Gã ta chỉ nghe thấy Mã Siêu nói một câu như vậy rồi một sức mạnh khổng lồ từ 5 ngón tay đang bóp chặt cổ gã ta truyền tới. Răng rắc. Ngay sau đó, tiếng xương gãy nát vang lên. Chết rồi sao? Đám cao thủ nhà họ Lâm còn lại đều hoảng sợ tột độ. Đến khi Mã Siêu tiện tay ném xác của gã cầm đầu xuống chân Lâm Thiên Trạch, bọn họ mới biết gã ta đã bỏ mạng. Kẻ cầm đầu đã chết, các cao thủ còn lại của nhà họ Lâm đều sợ hãi. Người mạnh nhất trong bọn họ còn bị Mã Siêu tùy tiện vặn gãy cổ, nói gì đến bọn họ. Bây giờ, tao sẽ chỉ cho chúng mày một con đường sống. Từ nay về sau hãy đi theo bà chủ Diệp, nếu không, phải chết. Mã Siêu hờ hững nhìn 17 tên cao thủ còn lại, giọng nói tràn đầy sát khí vang lên. Cá nằm trên thớt. Câu nói này của Mã Siêu chính là sự khiêu khích đối với nhà họ Lâm. Dám giết cao thủ nhà họ Lâm, uy hiếp những người còn lại phải đi theo nhà họ Diệp ngay trước mặt người nhà họ Lâm. Phải phách lối cỡ nào mới làm được như vậy? 17 gã cao thủ còn lại hoang mang nhìn nhau. Người mạnh nhất trong số bọn họ đã bị Mã Siêu dễ dàng đoạt mạng. Bọn họ có thể làm gì anh ta? Một bên là nhà họ Lâm, một bên là nhà họ Diệp, bọn họ không thể đắc tội với cả hai. Xông lên đi, giết nó cho tao. Nó chỉ có một mình, chúng mày có 17 người chẳng lẽ không giết nổi nó? Ai giết được nó, tao thưởng 10 triệu. Lâm Thiên Trạch không thèm để ý hình tượng, giận dữ gào giống trước mặt mọi người. Các người hãy nghĩ cho kỹ rồi hắn quyết định. Diệp Mạn cũng lên tiếng, tôi biết tình cảnh hiện giờ của các người rất khó khăn. Dù là nhà họ Diệp hay nhà họ Lâm, các người đều không đắc tội nổi. Nhưng các người phải nghĩ cho kỹ, thực lực của các người có đánh thắng được cậu Mã Siêu không? Lâm Thiên Trạch đang dùng 10 triệu làm mồi nhử để các người đi chịu chết. Chỉ cần các người đồng ý đi theo nhà họ Diệp, từ nay về sau các người sẽ là vệ sĩ riêng của tôi được bồi dưỡng trọng điểm, có hàng nghìn cơ hội kiếm được 10 triệu. Lời của Diệp Mạn khiến 17 gã cao thủ kia an tâm hơn rất nhiều. Bà ta là chủ gia tộc họ Diệp, có lẽ sẽ không gạt người trắng trợn như vậy. Nhưng không ai dám đứng ra đầu tiên, tất cả đều đang dọ dự. Ai gia nhập nhà họ Diệp đầu tiên, tôi sẽ thưởng 10 triệu, người thứ hai thưởng 5 triệu, người thứ ba thưởng 3 triệu. Những người còn lại sẽ không được thưởng. Diệp Mạn nhìn ra được suy nghĩ của bọn họ, lập tức đưa ra phần thưởng hậu hĩnh. Nghe vậy, ánh mặt của 17 gã cao thủ nhà họ Lâm đều trở nên nóng bỏng, lập tức có người hét lớn, tôi xin gia nhập nhà họ Diệp. Tôi xin gia nhập nhà họ Diệp. Tôi xin gia nhập nhà họ Diệp. Ngay khi người đầu tiên mở miệng, cả 17 người gần như đồng thời lên tiếng, tranh nhau tỏ thái độ muốn gia nhập nhà họ Diệp. Cảnh tượng này khiến tất cả đều sợ ngây người. Lâm Thiên Trạch bị kích động, mặt mũi trắng bệch. Tuy bọn họ không phải toàn bộ vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Lâm nhưng có một nửa là cao thủ hàng đầu. Bây giờ bọn họ đều gia nhập nhà họ Diệp. Đối với nhà họ Lâm, đây chính là đòn đả kích chí mạng. Tô Húc cũng chết sững. Ông ta vốn tưởng Diệp Mạn dùng tiền tài dụ dỗ cũng chỉ có thể kéo về một vài kẻ thực lực yếu. Nào ngờ mười mấy người còn lại đều xin gia nhập. Tôi xin thay mặt nhà họ Diệp hoan nghênh mọi người gia nhập. Diệp Mạn tươi cười nói. Chỉ vào một vài người cậu, cả cậu nữa, là những người xin gia nhập đầu tiên, tôi sẽ thưởng lần lượt 10 triệu, 5 triệu, 3 triệu.
Ba người được chỉ đều kích động vội vàng cảm ơn. 14 người còn lại đều thất vọng, hối hận không xin gia nhập sớm hơn. Đúng lúc này, Diệp Mạn lại nói với bọn họ, những người còn lại được thưởng 1 triệu. Bà chủ Diệp vạn tuế. Cảm ơn bà chủ Diệp. 14 người còn lại sửng sốt rồi lập tức nhao nhao cảm ơn. Dương Thanh khẽ gật đầu, rất hài lòng với cách xử lý của Diệp Mạn. Chỉ tốn 32 triệu đã có được 17 cao thủ, quả thực là lời lớn. Trong giới sát thủ, những người có cấp bậc như họ mỗi năm đều được thưởng không dưới 10 triệu. 17 người ít nhất cũng phải mất 170 triệu, lại còn chỉ trong vòng 1 năm. Vậy mà Diệp Mạn chỉ chi ra 32 triệu, còn không bằng số lẻ đã có thể thu nhận nhiều cao thủ như vậy. Đối với nhà họ Diệp, đây chính là thắng lợi mang tính lịch sử. Chết tiệt, sao chúng mày dám phản bội nhà họ Lâm? Chúng mày có biết hậu quả của việc phản bội là gì không? Tao cho chúng mày 10 giây, quay về sẽ được tha thứ, nếu không sẽ phải trả giá. Lâm Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Các cao thủ vừa chọn gia nhập nhà họ Diệp đều hốt hoảng, sự uy hiếp của ông ta tạo cho họ áp lực rất lớn. Diệp Mạn khinh thường bật cười một tiếng, bọn họ đã gia nhập nhà họ Diệp thì chính là người nhà họ Diệp. Nếu nhà họ Lâm lợi hại như vậy, có thể tùy ý trả thù người nhà họ Diệp, chẳng phải nhà họ Diệp đã sớm bị các người tiêu diệt rồi sao? Hơn nữa, có lẽ những người này là một nửa sức chiến đấu của nhà họ Lâm các người nhỉ? Tổn thất lớn như vậy, các người dám đối đầu với nhà họ Diệp nữa sao? Chỉ sợ nhà họ Lâm sẽ càng tổn thất lớn hơn thôi. Đám cao thủ đang lo lắng liền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Thiên Trạch. Ông chủ Lâm, mấy năm nay chúng tôi đã làm đủ nhiều cho nhà họ Lâm. Nếu ông thực sự muốn trả thù, cứ việc tới đi, chúng tôi sẽ không nương tay đâu. Có người lên tiếng. Không sai. Nếu nhà họ Lâm dám trả thù, tới kẻ nào chúng ta giết kẻ đó. Từ giờ trở đi, nhà họ Lâm không còn quan hệ gì với tôi nữa. 17 gã cao thủ vốn thuộc về nhà họ Lâm thi nhau uy hiếp. Bọn họ vừa mới gia nhập nhà họ Diệp, đương nhiên phải cố gắng thể hiện cho tốt. Lâm Thiên Trạch suýt tức chết. Ông ta hùng hổ dẫn theo 20 cao thủ tới, bây giờ một người bị giết, hai người sống chết chưa rõ, 17 người còn lại đều gia nhập nhà họ Diệp. Còn đang uy hiếp lại ông ta trước mặt bao người. Bây giờ bên phe nhà họ Lâm chỉ còn hai bố con Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch còn đứng vững. Lâm Tùng bị đánh ngất xỉu vẫn chưa tỉnh lại. Được, được lắm, chúng mày dám phản bội nhà họ Lâm. Từ nay về sau, chúng mày chính là kẻ địch hàng đầu của nhà họ Lâm, Lâm Thiên Trạch cắn răng nói. Người nhà họ Diệp nhìn ông ta như nhìn một thằng ngu. Tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Nhà họ Lâm còn có thể gây nên sóng gió gì? E là chẳng làm nên trò trống gì được. Nếu nhà họ Diệp khai chiến, chỉ e nhà họ Lâm sẽ chết như ngả dạ. Bây giờ đến lượt ông. Đúng lúc này, Mã Siêu đột nhiên nhìn Tôn Húc, lạnh giọng nói. Nghe vậy, Tôn Húc hoảng sợ run bần bật. Ông ta đồng ý liên thủ với nhà họ Lâm đối phó nhà họ Diệp bởi vì nhà họ Lâm hứa sẽ trợ giúp nhà họ Tôn phát triển thị trường nước ngoài. Hơn nữa còn là lúc nhà họ Lâm đang hưng thịnh nhất. Nhưng giờ đây, nhà họ Lâm đã tổn thất 20 cao thủ. Nếu ông ta còn liên thủ, nhà họ Tôn cũng sẽ bị suy yếu. Xem ra, giao dịch ban đầu chính là một mối làm ăn lỗ. Ha ha ha! Tôn Húc cười giả lả, vừa rồi tôi chỉ đùa bỡn đồ con lợn Lâm Thiên Trạch kia mà thôi. Nếu thực sự muốn liên thủ với nhà họ Lâm, chẳng phải tôi cũng ngu như lợn hay sao? Bà chủ Diệp! Tôi đã phúng viếng xong, nếu không còn việc gì khác, tôi xin đi trước. Dứt lời, Tôn Húc vội vàng quay người định dẫn người đi. Lâm Thiên Trạch và Lâm Báo đều kinh ngạc, mặt mày tái mét. Nhà họ Lâm dám đối chọi với nhà họ Diệp chủ yếu là vì Tôn Húc đồng ý liên thủ. Bây giờ xảy ra chuyện, Tôn Húc lại muốn tháo chạy. Không có nhà họ Tôn trợ giúp, nhà họ Lâm chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Bây giờ muốn đi đã muộn rồi. Dương Thanh chưa từng lên tiếng bỗng nhìn theo hướng Tôn Húc rời đi, lạnh giọng nói. Tôi biết sai rồi. Dương Thanh vừa xuất hiện, lập tức gây ra chấn động lớn. Người nhà họ Diệp đều mong chờ, cũng mơ hồ kích động. Cậu là cái thá gì chứ? Ngay cả chủ gia tộc họ Diệp còn không lên tiếng, cậu dám bảo tôi ở lại à? Tôn Húc híp mắt lộ vẻ dữ tợn. Mọi chuyện xảy ra sau khi tới nhà họ Diệp hôm nay đã khiến ông ta vô cùng hối hận.
khó khăn lắm mới kiếm được cớ rời đi, vậy mà một người trẻ tuổi cũng dám lắm điều. Người nhà họ Diệp nghe Tôn Húc nói vậy, đều nhìn ông ta như nhìn một kẻ ngu ngốc. Bọn họ hiểu rõ Dương Thanh đáng sợ tới mức nào. Ngay cả Kim Cương, một cao thủ đứng hàng thứ ba trong hiệp hội võ thuật, còn phải nhường bước trước người thanh niên này, sao Tôn Húc có tư cách hô to gọi nhỏ được. Anh Thanh bảo ông đi thì ông mới có thể đi. Anh ấy muốn ông chết, vậy ông sẽ phải chết. Mã Siêu bước tới, lập tức chặn đường lui của Tôn Húc. Sắc mặt ông ta trở nên gượng gạo. Vừa rồi ông ta quát Dương Thanh xong, đã cảm giác được bầu không khí có gì đó không ổn. Bây giờ Mã Siêu nói vậy càng làm ông ta thấy ớn lạnh sống lưng. Người thanh niên được Mã Siêu gọi là anh Thanh này có thân phận gì? Không biết cậu này là cậu chủ nhà ai? Tôn Húc lập tức thay đổi sắc mặt, vừa rồi ông ta còn chẳng thèm để ý tới Dương Thanh, lúc này lại tươi cười với anh. Ngay cả cách xưng hô của ông ta với Dương Thanh cũng từ thằng nhóc biến thành cậu này. Lúc này, mọi người đều nhìn Dương Thanh. Vũ Văn Cao Dương hơi kích động, người thanh niên này là con trai ông ta rất muốn đứng ra, lớn tiếng nói cho mọi người biết, nhưng ông ta không dám. Lúc này, ông ta lại hơi mong chờ. Chỉ là Dương Thanh không định trả lời Tôn Húc, chỉ căn dặn một tiếng, nếu đã tới thì tất nhiên phải trả giá đắt. Cậu cứ tùy ý giải quyết là được rồi. Mã Siêu nghe vậy thì cười hì hì, tất nhiên hiểu rõ anh đang nói chuyện với mình. Vâng, anh Thanh. Anh ta cung kính nói. Cảnh tượng này làm Tôn Húc đột nhiên có một dự cảm xấu. Ban đầu ông ta vẫn tưởng Mã Siêu là người nhà họ Diệp. Cho tới giờ phút này, ông ta mới chợt hiểu anh ta không phải người nhà bọn họ, mà là người của Dương Thanh. Bằng không, sao anh ta phải nghe lời Dương Thanh trong chuyện lớn như vậy? Rốt cuộc cậu là ai? Tôn Húc hỏi với vẻ nghiêm trọng. Trong mắt Dương Thanh bây giờ, nhà họ Tôn có là gì đâu. Anh vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới. Sau nhiều lần bị phớt lờ, sắc mặt Tôn Húc vô cùng khó coi. Ông ta đường đường là chủ nhà họ Tôn, một trong 8 gia tộc lớn ở Yến Đô, lại bị một cậu thanh niên chưa tới 30 tuổi coi thường. Ông nói nhảm nhiều quá. Mã Siêu nói mà không hề khách sáo. Cậu! Tôn Húc tức giận, nhưng nghĩ tới thực lực của Mã Siêu vừa thể hiện ra khi đối mặt với các cao thủ nhà họ Lâm, ông ta chẳng dám nổi giận với đối phương nữa. Bà chủ Diệp, đây chính là cách đãi khách của nhà các bà sao? Tôi dẫn người đến đây phúng viếng ông chủ Diệp, trái lại thành kẻ thù à? Tôn Húc chất vấn Diệp Mạn. Bà ta cười lạnh, phúng viếng à? Vừa rồi đâu thấy ông nói vậy? Nếu cậu Thanh không cho ông đi, vậy hôm nay cho dù ông trời có xuống đây, ông cũng đừng mong bước ra khỏi nhà họ Diệp một bước. Lúc này Diệp Mạn vô cùng cứng rắn. Lúc bà ta nói ra những lời này, chỉ cảm thấy mình không thể tiếp tục nén giận được nữa, nên hoàn toàn trút ra. Hôm nay, nếu không phải Dương Thanh ở nhà họ Diệp, sao Vũ Văn Cao Dương có thể đích thân đến đây? Thậm chí ông ta còn chủ động giúp đỡ chứ. Có thể nói, không có Dương Thanh thì sợ rằng hôm nay chính là ngày tàn của nhà họ Diệp. Sắc mặt Tôn Húc cực kỳ khó coi. Diệp Mạn không hề khách sáo đã để lộ ra một tin tức làm ông ta khiếp sợ. Ngay cả Diệp Mạn cũng phải gọi người thanh niên kia là cậu Thanh. Rốt cuộc cậu ta có lai lịch gì? Bên cạnh Dương Thanh còn có cao thủ hàng đầu như Mã Siêu đi theo. Nếu nói anh không có địa vị cao, có đánh chết ông ta cũng không tin. Ông vừa mắng anh Thanh là cái thá gì? Mã Siêu đột nhiên hỏi. Tôn Húc chỉ cảm thấy cả người lạnh giá. Nếu ông ta biết trước Dương Thanh có địa vị không tầm thường, ông ta đã không quát anh rồi. Vừa rồi tôi chỉ thuận miệng nói thôi, không có ý gì khác. Tôn Húc cười gượng. Lúc này, cho dù bên cạnh ông ta vẫn còn 20 cao thủ nhà họ Tôn, nhưng không hề có ý định ra tay với Mã Siêu. Vừa rồi nhà họ Lâm đã cố gắng ra tay, nhưng bị một mình người thanh niên trước mắt này giết một người, làm hai người bị thương nặng, thu phục 17 người khác. Nếu ông ta dám bảo bọn họ ra tay, đừng nói là 20 cao thủ hàng đầu của nhà họ Tôn không bảo vệ nổi, sợ rằng ngay cả ông ta cũng phải chết ở đây. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời lại không thể nói ra, vừa nói ra thì phải rơi đầu. Mã Siêu híp mắt nói, tôi không muốn làm khó ông. Ông quỳ xuống xin lỗi. Chỉ cần anh Thanh có thể tha cho tội vô lễ của ông, tôi sẽ thả cho ông đi. Tôn Húc nghe vậy thì đanh mặt lại. Ông ta đường đường là chủ gia tộc họ Tôn, lúc này lại bị ép phải quỳ xuống xin lỗi. Mặc dù đối phương có lai lịch không tầm thường,
nhưng nếu ông ta thật sự quỳ xuống xin lỗi, sau này còn có mặt mũi nào ở lại Yến Đô nữa? Tôi chỉ cho ông một phút để suy nghĩ thôi. Hết giờ mà ông còn chưa quỳ xuống xin lỗi, vậy có thể thông báo nhà họ Tôn chuẩn bị trước hậu sự cho ông. Mã Siêu nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đó đều chấn động. Mã Siêu lại muốn bảo Tôn Húc quỳ xuống xin lỗi. Ông ta đường đường là chủ gia tộc họ Tôn, nếu ông ta quỳ thì há chẳng phải là cả nhà họ Tôn đều quỳ sao? Cậu đừng quá đáng thế. Tôn Húc không còn cười nữa, nghiến răng nói. Mã Siêu cười lạnh, ông nói sai thì phải trả giá đắt. Chẳng lẽ chủ gia tộc họ Tôn không biết đạo lý đơn giản như vậy sao? Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, cậu đã muốn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi, chẳng phải quá ngang ngược sao? Tôn Húc trầm giọng nói, bất kể thế nào, nhà họ Tôn tôi cũng là một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Cậu bảo tôi quỳ xuống xin lỗi thì tuyệt đối không thể. Thật là nực cười. Mã Siêu cười lạnh, khi ông dẫn theo cao thủ trong gia tộc đến nhà họ Diệp, sao không nghĩ xem mình có quá đáng không? Nếu hôm nay không có anh Thanh ở đây, sợ rằng nhà họ Tôn và nhà họ Lâm đã liên thủ, tạo áp lực cho nhà họ Diệp nhỉ? Bây giờ các người biết không thể tùy ý trấn áp được nhà họ Diệp, còn muốn bình yên vô sự rời đi sao? Các người không trả giá chút nào đã rời đi, vậy tới khi ông tìm được bạn liên minh mạnh hơn, chẳng phải sẽ kéo nhau quay trở lại à? Mã Siêu hỏi liền mấy câu làm Tôn Húc chỉ cảm thấy cả người giá lạnh. Nhưng cho dù mình thật sự làm sai, ông ta cũng sẽ không nhận. Chỉ cần tôi rời đi, sau này tuyệt đối sẽ không tới gây rắc rối cho nhà họ Diệp nữa, Tôn Húc nghiến răng nói. Một phút đã qua, xem ra ông vẫn muốn chọn đường chết. Nếu đã vậy, tôi sẽ cho ông được như ý. Mã Siêu vừa dứt lời đã đi thẳng về phía Tôn Húc. Bịch bịch bịch. Mỗi bước chân của anh ta chẳng khác nào đang đạp lên trái tim của Tôn Húc, làm ông ta càng sợ hãi hơn. Người nhà họ Diệp đều hưng phấn. Hôm nay, chủ một trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sẽ bị giết sao? Lúc này, Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch đều tái mặt, vô cùng chấn động. 20 cao thủ phía sau Tôn Húc đều căng thẳng đề phòng, như gặp phải kẻ địch lớn. Chờ ông chết, trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô sẽ không còn nhà họ Tôn nữa. Mã Siêu vừa dứt lời đã đấm mạnh về phía đầu của Tôn Húc. Bịch! Khi nắm đấm của Mã Siêu sắp hạ xuống, Tôn Húc đã không còn kìm chế được sự sợ hãi nữa, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, tôi sai rồi. Đồng cảm sâu sắc. Không ai ngờ Tôn Húc sẽ quỳ xuống xin lỗi thật. Ông ta chỉ cảm thấy nắm đấm của Mã Siêu mang theo sát khí mãnh liệt đánh về phía mình, thậm chí còn cảm giác được nắm đấm vừa tiếp xúc với đầu mình. Nhưng ngay vào giây phút ông ta quỳ xuống xin lỗi, nắm đấm của Mã Siêu đã lập tức dừng lại. Tôn Húc thở hổn hển, cảm thấy may mắn khi còn sống sót. Lúc này, trong trang viên lớn của nhà họ Diệp lại im phăng phắc. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn Tôn Húc đang quỳ dưới đất. Không ngờ chủ gia tộc họ Tôn quỳ xuống thật. Sao có thể như vậy chứ? Nhà họ Tôn chính là một trong 8 gia tộc lớn đứng hàng đầu ở Yến Đô. Sao chủ nhà họ Tôn có thể quỳ trước một người thanh niên được? Sau vài giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, liên tục có tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Tôn Húc quỳ dưới đất chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát như bị tát mấy phát trước mặt mọi người. Lúc này, ông ta chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ chui vào. Mình đường đường là chủ nhà họ Tôn, đây là thân phận cao quý tới mức nào chứ? Mình đã sống hơn 50 năm, đã bao giờ có người dám ép mình quỳ xuống? Hôm nay, mình lại bị một người thanh niên chỉ hơn 20 tuổi ép phải quỳ xuống xin lỗi. Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất đối với ông ta. Chỉ khi ông ta tự tay giết đối phương mới có thể rửa sạch được nỗi nhục này. Lúc này, hai bố con Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch cũng hoảng hồn khiếp vía. Nghĩ đến mình chỉ bị cướp đi một vài cao thủ, bọn họ đột nhiên cảm thấy may mắn. Anh Thanh không tỏ thái độ chính là còn chưa tha thứ cho ông. Giọng nói của Mã Siêu vang lên, mới phá tan sự yên tĩnh này. Tôn Húc cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu Thanh, lúc trước là do tôi sai, tôi không nên chửi cậu. Vẫn mong cậu có thể bỏ qua cho tôi, xin lỗi. Vũ Văn Cao Dương bối rối. Người thanh niên bảo chủ nhà họ Tôn có danh tiếng ngang với gia tộc Vũ Văn phải quỳ xuống xin lỗi này chính là con ruột của ông ta. Bây giờ, Dương Thanh lại không có cách nào tha thứ cho gia tộc Vũ Văn. Nếu thời gian có thể quay trở lại, cho dù ông ta có chết,
cũng tuyệt đối không đuổi Dương Thanh và mẹ anh ra khỏi gia tộc Vũ Văn. Nếu trước đây mình có thể đối xử tốt với Dương Thanh một chút, chuyện sẽ không ra nông nỗi như hôm nay. Với quyền thế trong tay Dương Thanh, bọn họ hoàn toàn có thể trở thành một gia tộc giàu có siêu cấp vượt qua cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô. Ông ta biết, từ hôm nay trở đi, nhà họ Diệp sẽ không ngừng rút ngắn khoảng cách với 7 gia tộc khác. Chẳng bao lâu nữa, sợ rằng ngay cả ông ta cũng chỉ có thể ngước mắt nhìn lên nhà họ Diệp. Cút đi! Dương Thanh lạnh lùng quát. Tôn Húc nghe vậy thì chẳng khác nào được đặc xá, vội vàng đứng lên, xoay người rời đi như chạy trốn. Bà chủ Diệp, nhà họ Lâm xin đi trước. Lâm Thiên Trạch miễn cưỡng nói, sau đó cũng xoay người nhanh chóng rời đi. Sau khi nhà họ Lâm đi rồi, trong trang viên của nhà họ Diệp chỉ còn lại người nhà họ Diệp và người gia tộc Vũ Văn. Bầu không khí có hơi kỳ lạ. Diệp Mạn biết mối quan hệ giữa Dương Thanh và Vũ Văn Cao Dương, chỉ là quan hệ giữa hai người không mấy tốt đẹp. Hai mắt Vũ Văn Cao Dương đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Dương Thanh. Từ khi ông ta bắt đầu bước vào nhà họ Diệp, Dương Thanh chưa từng nhìn ông ta lấy một lần, giống như ông ta chỉ là một người xa lạ nhỏ bé không đáng kể tới. Cậu Thanh, cảm ơn cậu. Diệp Mạn đột nhiên đi tới trước mặt Dương Thanh và cảm kích nói. Bà ta đã gọi anh là cậu Thanh một cách cực kỳ cung kính. Bà ta hiểu rõ, vì Tần Thanh Tâm nên Dương Thanh rất bất mãn về bà ta. Hơn nữa Tần Thanh Tâm cũng không chịu nhận người mẹ này. Nếu đã vậy, cách gọi cậu Thanh là thích hợp nhất. Dương Thanh khẽ gật đầu và dặn dò, dù sao tôi cũng không phải là người của Yến Đô, không thể bảo vệ nhà họ Diệp cả đời được. Sợ rằng nhà họ Tôn và nhà họ Lâm sẽ không chịu bỏ qua chuyện hôm nay đâu. Nhà họ Diệp vẫn nên mau chóng tìm kiếm một vài bạn liên minh. Diệp Mạn nghe vậy thì vội vàng gật đầu nói, cậu đã giúp nhà họ Diệp rất nhiều rồi, tôi không dám có hy vọng xa vời nào khác. Tôi sẽ chú ý tới lời nhắc nhở của cậu. Bà chủ Diệp, gia tộc Vũ Văn bằng lòng liên minh với nhà họ Diệp. Vũ Văn Cao Dương vội nói ngay. Diệp Mạn không đồng ý ngay mà hơi khó xử, lén nhìn Dương Thanh. Bà ta không biết. Nếu nhà họ Diệp và gia tộc Vũ Văn liên minh, anh có ý kiến gì không? Vũ Văn Cao Dương cay đắng khi nhận ra động tác nhỏ này của Diệp Mạn. Mình đưa ra yêu cầu liên minh với người khác, kết quả đối phương còn phải hỏi thăm ý kiến của con trai mình. Thật là châm chọc, Dương Thanh không định nhúng tay vào, cũng không hề đáp lại, chỉ nói với Tần Thanh Tâm, chúng ta đi thôi. Anh dẫn cô tới phúng viếng Diệp Kế Tông đã nể mặt nhà họ Diệp lắm rồi. Bây giờ anh còn giúp nhà bọn họ giải quyết rắc rối rất lớn, đã tới lúc nên rời đi. Tần Thanh Tâm liếc nhìn Diệp Mạn, thấy bà ta đang nhìn mình thì mũi chợt cay cay, vội vàng thu lại tầm mắt, chúng ta đi thôi. Người nhà họ Diệp nhìn theo Dương Thanh và Tần Thanh Tâm rời đi. Mã Siêu giống như một người hầu, đi theo sau lưng hai người. Đến khi ba người này rời đi, Vũ Văn Cao Dương mới cười cay đắng, không khỏi tự giễu, có lẽ cả đời nó cũng sẽ không tha cho người bố là tôi. Diệp Mạn đồng cảm sâu sắc, mặc dù Dương Thanh giúp nhà họ Diệp lần này, nhưng sợ là Tần Thanh Tâm còn lâu mới nhận người mẹ này. Điều tra Dương Thanh. Chuyện hôm nay, chắc chắn nhà họ Tôn và nhà họ Lâm sẽ không chịu để yên đâu. Nếu bà chủ Diệp bằng lòng, gia tộc Vũ Văn chấp nhận liên minh với nhà họ Diệp. Vũ Văn Cao Dương đột nhiên vô cùng nghiêm túc. Vẻ mặt Diệp Mạn cũng rất nghiêm trọng, bà ta im lặng một lát mới gật đầu nói, ông nói không sai. Hôm nay nhà họ Tôn và nhà họ Lâm chịu thiệt lớn như vậy ở nhà họ Diệp, chắc chắn đã hận hai gia tộc chúng ta. Chúng ta chỉ có liên minh mới có thể chống đỡ được sự trả thù của hai nhà bọn họ. Cùng lúc đó, người nhà họ Tôn và nhà họ Lâm đã trở lại gia tộc của mình. Vừa về tới gia tộc, Tôn Húc tức giận đến mức đập hết mọi thứ có thể đập được trong nhà. Người nhà họ Tôn đều thấp thỏm lo âu, chờ đến khi Tôn Húc hả giận, một người thanh niên mới vội bước tới hỏi, bố. Đã xảy ra chuyện gì khiến bố tức giận như vậy? Chắc chắn ông ta không thể kể cho bất kỳ ai về chuyện mình bị ép phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người. Tôn Húc chỉ lạnh lùng nói, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi linh tinh. Người thanh niên nghe vậy thì không nói gì nữa nhưng vẫn rất lo lắng. Con đi điều tra một người cho bố. Đột nhiên, Tôn Húc căn dặn người thanh niên, ai vậy? Anh ta hỏi. Một người thanh niên tên là Dương Thanh có quan hệ thân thiết với nhà họ Diệp, còn có một cao thủ tên là Mã Siêu luôn đi theo bên cạnh, Tôn Húc nói. Vâng. Người thanh niên nói xong thì lặng lẽ rời đi.
Nếu cậu thật sự là cậu chủ của gia tộc quyền quý có địa vị vững chắc nào đó thì thôi, hôm nay coi như tôi chịu thiệt. Nhưng nếu không phải, cậu sẽ chết. Trong mắt Tôn Húc ngập tràn ý muốn giết người. Một bên khác, ở nhà họ Lâm. Sau khi Lâm Báo và Lâm Thiên Trạch về đến gia tộc lại không nổi điên đập hết đồ đạc như Tôn Húc. Bố, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy được. Lâm Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta cảm giác trong lòng nghẹn đắng, nếu không chút ra được sẽ rất khó chịu. Lâm Báo cũng muốn giết người nhưng không kích động như Lâm Thiên Trạch. Lão ta trầm giọng nói, lai lịch của cậu thanh niên tên Dương Thanh kia không đơn giản. Cho dù chúng ta có muốn trả thù thì cũng phải chờ tìm hiểu rõ lai lịch của cậu ta rồi tính sau. Ngay cả một người đi theo bên cạnh cậu ta cũng mạnh như vậy, quả thật rất không đơn giản. Nếu cậu ta không có địa vị gì cao thì chuyện dễ rồi. Con thừa nhận người đi theo bên cạnh cậu ta rất mạnh, nhưng bọn họ chưa phải là vô địch trên thế giới này, vẫn còn có rất nhiều người mạnh hơn. Chỉ cần có tiền, chúng ta muốn tìm cao thủ thế nào mà chẳng được. Lâm Thiên Trạch mở miệng nói. Lâm Báo khẽ gật đầu, lúc này, người muốn giết Dương Thanh nhất hẳn là nhà họ Tôn. Mắt Lâm Thiên Trạch chợt sáng lên, hỏi ý của bố là chúng ta có thể mượn tay nhà họ Tôn đối phó với thằng nhóc kia. Lâm Báo lắc đầu, lần này, chúng ta không thể che giấu nữa, phải nghĩ mọi cách báo thù rửa hận. Bây giờ chúng ta hợp tác với nhà họ Tôn, chắc cậu ta rất vui mừng. Lâm Thiên Trạch nghe vậy lại tức giận, nghiến răng nói, tên Tôn Húc khốn kiếp này rõ ràng đã nói sẽ liên thủ cùng chúng ta đối phó với nhà họ Diệp, không ngờ còn dám che giấu. Hợp tác với ông ta, con không tin được, con không tin cũng phải tin. Thằng nhóc tên Dương Thanh kia không hề đơn giản, nếu cậu ta chỉ có thực lực mạnh thì cũng thôi, bây giờ bố chỉ sợ cậu ta có địa vị vững chắc. Chúng ta phải hoàn toàn nắm chắc mới có thể lựa chọn ra tay với cậu ta. Người như thế, phải đánh một đòn hạ gục luôn. Một khi để cho cậu ta may mắn sống sót, vậy sẽ là ngày tàn của nhà họ Lâm đấy. Lâm Báo dặn dò với vẻ nghiêm trọng. Hôm nay, Dương Thanh mang đến áp lực rất lớn cho lão ta. Anh chỉ thu xếp cho một người đi theo ra mặt, đã khiến liên minh giữa hai gia tộc lớn Lâm Tôn phải sụp đổ. Bố, con biết rồi. Cho dù Lâm Thiên Trạch còn buồn bực vì Tôn Húc Lâm Trận bỏ chạy, nhưng cũng hiểu rõ những lời Lâm Báo nói là thật. Chẳng qua bên này còn chưa chủ động tìm Tôn Húc, ông ta đã liên hệ trước. Anh Lâm, không biết bây giờ anh có rảnh không, tôi muốn gặp anh một lát. Tôn Húc vừa cười vừa nói. Nghe giọng ông ta không có gì phẫn nộ, chẳng khác nào chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lâm Thiên Trạch lạnh lùng nói, tôi nghĩ thôi khỏi gọi anh em gì đi. Tôi không dám làm anh em với chủ gia tộc họ Tôn ông đâu. Tôn Húc nghe vậy thì cười gượng, anh Lâm vẫn còn giận à. Có chuyện thì nói đi. Lâm Thiên Trạch lạnh lùng nói. Cho dù phải hợp tác với nhà họ Tôn, ông ta cũng muốn nắm quyền chủ động. Tôn Húc nói, tôi vừa điều tra được thân phận của Dương Thanh. Hóa ra cậu ta chỉ là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, bây giờ đang sống ở thành phố Giang Hải tỉnh Giang Bình. Ngoài ra, không có thân phận nào khác. Còn Mã Siêu đi theo cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện, lai lịch càng đơn giản hơn. Lâm Thiên Trạch nghe vậy thì cười lạnh, nếu anh thật sự cho rằng cậu ta chỉ là một đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, vậy chẳng có gì đáng nói nữa. Bởi vì tôi đã biết hết những thứ anh vừa nói rồi. Lâm Thiên Trạch nói xong thì cúp máy. Bên kia điện thoại, Tôn Húc ngơ ngác, chẳng lẽ thằng nhóc kia còn có thân phận khác ngoài thân phận này sao? Sau khi Lâm Thiên Trạch cúp máy mới cười lạnh, đúng là một kẻ ngu ngốc. Nếu cậu ta thật sự chỉ đơn giản là đứa con rơi của gia tộc Vũ Văn, còn cần phải rắc rối như vậy sao? Điều bất thường. Thấy Lâm Thiên Trạch cúp điện thoại, Lâm Báo nhíu mày hỏi, con vẫn không rõ lời bố nói à? Lâm Báo bắt đầu tức giận. Lão ta đã nói rất rõ ràng với Lâm Thiên Trạch, không được giấu giếm chút gì về việc điều tra Dương Thanh nữa, vậy mà Lâm Thiên Trạch còn ngắt điện thoại của Tôn Húc. Lâm Thiên Trạch vội giải thích, xin bố đừng nóng vội, con rất hiểu tên khốn Tôn Húc này. Ông ta là một con cáo già giảo hoạt, nếu con kiên nhẫn nghe ông ta làm nhảm những chuyện không đâu, ông ta sẽ tưởng chúng ta đang cần ông ta giúp đỡ. Hôm nay ông ta lâm trận chạy trốn, còn bị tay sai của Dương Thanh buộc quỳ xuống xin tha ngay trước mặt mọi người. Giờ đến lượt ông ta cầu xin chúng ta giúp đỡ mới đúng. Con có cách đối phó với Tôn Húc rồi, bố cứ yên tâm,
con sẽ điều tra cặn kẽ về gã Dương Thanh này. Nghe Lâm Thiên Trạch giải thích, Lâm Báo mới hết giận, gật đầu nói, được, vậy chuyện này giao cho con xử lý, con phải nhớ kỹ lời bố, chưa điều tra rõ ràng thân phận của Dương Thanh thì nhất định không được phép ra tay. Vâng thưa bố, Lâm Thiên Trạch đáp. Dương Thanh không hề hay biết nhà họ Lâm với nhà họ Tôn đang nghĩ đủ cách điều tra mình. Lúc này anh đang lên máy bay về Giang Hải với Tần Thanh Tâm. Chồng à, hôm nay anh đối xử với nhà họ Lâm và nhà họ Tôn như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua đâu. Trên máy bay, Tần Thanh Tâm lo âu nói. Dương Thanh vờ bình tĩnh cười nói, em cứ yên tâm, anh nói không sao thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Anh đã bao giờ lừa em chưa? Dương Thanh biết gây chuyện với 2 trong 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô là chuyện nguy hiểm cỡ nào. Nhưng đó là với người thường. Còn với anh, 8 gia tộc hàng đầu Yến Đô chỉ là những gia tộc có chút tiền tài và quyền lực, anh dẫm một chân là có thể san bằng cả 8 gia tộc này. Chỉ có điều, 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô có gốc rễ rất sâu, nguồn tài lực trong tay cũng cực kỳ lớn. Nếu tiêu diệt một trong số các gia tộc này mà không có tính toán trước thì toàn bộ nền kinh tế của Chiêu Châu sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đến khi đó, người chịu khổ vẫn là dân thường mà thôi. Dương Thanh thân là tướng quân Chiêu Châu, anh không chỉ phải bảo vệ quốc gia mà còn cần bảo vệ người dân của quốc gia này nữa. 3 tiếng sau, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Giang Hải. Vừa xuống máy bay, tiếng chuông báo của điện thoại Tần Thanh Tâm đã reo liên tục. Tần Thanh Tâm bỗng có một dự cảm chẳng lành, đang định gọi lại thì có cuộc gọi đến. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Thanh Tâm trầm giọng hỏi. Không biết đầu bên kia nói gì, sắc mặt Tần Thanh Tâm càng lúc càng khó coi. Cuối cùng cô nói, được, tôi lập tức về công ty. Có chuyện gì à? Đợi Tần Thanh Tâm cúp máy, Dương Thanh mới hỏi. Bên công ty có chút việc, giờ em phải đi xử lý. Anh không cần lo cho em. Cứ về nhà trước đi, Tần Thanh Tâm vừa nói vừa nhanh chóng bước đi. Tần Thanh Tâm vội vã như vậy, rõ ràng không phải việc nhỏ. Nhưng Tần Thanh Tâm rất tự lập, nhất là trong công việc, trừ khi vấp phải khó khăn không thể tự giải quyết, cô mới nhờ đến Dương Thanh. Tần Thanh Tâm đến thẳng tập đoàn Tam Hòa, Dương Thanh thì quay về dinh thự Vân Phong. Bố ơi! Vừa về tới nơi, Tiêu Tiêu đã chạy ra đón, bố! Hôm nay ông ngoại với dì út đưa con đến sở thú xem rất nhiều động vật, sau đó còn đến công viên Hải Dương xem cá mập to hơn cả bố nữa. Dương Thanh cúi xuống bế Tiêu Tiêu lên, lòng thầm may mắn. Anh vốn tưởng mình nuốt lời về trễ, Tiêu Tiêu sẽ giận. Có vẻ cô bé này được chơi ở sở thú và công viên Hải Dương suốt cả sáng, giờ vẫn rất hưng phấn, thậm chí còn tỏ vẻ chưa đã thèm. Tần Đại Dũng thấy Tiêu Tiêu phấn khích như thế cũng nở nụ cười vui vẻ. Bố, y y đâu ạ? Dương Thanh đột nhiên hỏi. Hôm nay Tần Y cũng được nghỉ. Thường ngày khi Tần Thanh Tâm bận việc, Tần Y nhất định sẽ làm bạn với Tiêu Tiêu. Tần Đại Dũng nói, tầm nửa tiếng trước khi con về, con bé đã đến công ty, nói là bên công ty gặp chút phiền toái. À phải rồi, Thanh Tâm đâu? Tần Đại Dũng hỏi. Dương Thanh bỗng có một dự cảm rất xấu, tập đoàn Tam Hòa gặp chuyện. Cùng lúc đó, chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh cũng gặp phiền toái. Dường như quá trùng hợp. Tâm cũng đến công ty rồi ạ, Dương Thanh không giải thích gì thêm. Đúng lúc này, di động của Tần Đại Dũng chợt vang lên. Ông ấy vừa nghe máy, sắc mặt đã thay đổi hẳn, đứng phắt dậy, được, tôi tới công ty ngay đây. Sau khi cúp máy, Tần Đại Dũng vừa mặc áo khoác vừa lấy chìa khóa xe trên bàn rồi nói với Dương Thanh, con trông Tiêu Tiêu nhé. Bố đến công ty có việc. Dứt lời, Tần Đại Dũng liền ra ngoài. Đã lâu không gặp, bấy giờ trong nhà chỉ còn lại 2 bố con Dương Thanh và Tiêu Tiêu. Dương Thanh nhíu mày suy nghĩ, nửa tiếng ngắn ngủi mà cả tập đoàn Tam Hòa, tập đoàn Nhạn Thanh và công ty vật liệu xây dựng Long Hà đều gặp vấn đề, chuyện này quá trùng hợp. Hơn nữa, những sản nghiệp này đều đang nằm dưới danh nghĩa của mình. Bố, Tiêu Tiêu đang nói với bố mà. Sao bố không để ý tới con? Có phải bố không thích Tiêu Tiêu nữa không? Giọng Tiêu Tiêu bỗng vang lên, kéo Dương Thanh trở về hiện thực. Anh quay sang thấy Tiêu Tiêu đang bĩu môi, vẻ không vui. Dương Thanh vội vàng nói, sao bố lại không thích Tiêu Tiêu được? Con nói bố nghe nào, hôm nay con đã được thấy những con vật gì? Thấy Dương Thanh nhắc đến động vật, Tiêu Tiêu lập tức trở nên hưng phấn, hào hứng kể con được xem tinh tinh bự nè.
xem cả gấu trúc nữa, chúng nó đáng yêu lắm. Con còn xem cả, Tiêu Tiêu ríu rít không ngừng, Dương Thanh lại thấp thỏm bất an, luôn cảm thấy không yên lòng. Nhưng Tần Thanh Tâm và Tần Y đều không hề gọi anh nhờ giúp đỡ, tức là rắc rối vẫn còn nằm trong phạm vi giải quyết của hai người, không cần quá lo lắng. Bố ơi, hôm nay Tiêu Tiêu còn thấy bà ngoại nữa đó. Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói thêm. Thấy bà ngoại, con thấy bà ngoại ở đâu? Dương Thanh lập tức cả kinh, vội vàng hỏi lại. Ở sở thú ạ, bà ngoại tìm ông ngoại, nói là muốn về nhà, nhưng bị ông ngoại từ chối rồi. Tiêu Tiêu nói, viền mắt chợt đỏ lên. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Dương Thanh, bố cho bà ngoại về nhà được không ạ? Tâm tình của Dương Thanh chợt nặng nề, bà ngoại mà Tiêu Tiêu nói đến chỉ có thể là Châu Ngọc Thúy. Theo lẽ thường, lúc này bà ta phải ở trong tù mới đúng, vì sao lại được thả ra nhanh như vậy? Trong chuyện này nhất định có điều khuất tất. Tiêu Tiêu, không phải bố không cho bà ngoại về nhà mà vì bà ngoại đã làm sai một số chuyện, tạm thời chưa thể về được. Dương Thanh ôm con, dịu dàng nói. Mặc dù Châu Ngọc Thúy chẳng mấy khi quan tâm đến Tiêu Tiêu nhưng dù sao cũng đã ở bên cạnh cô bé 4 năm. Trong trí nhớ của Tiêu Tiêu, Châu Ngọc Thúy chính là bà ngoại. Châu Ngọc Thúy đột nhiên biến mất một thời gian dài, rồi hôm nay bất chợt gặp lại, Tiêu Tiêu cũng nhớ bà ta. Nhưng bà ngoại bảo chỉ cần bố đồng ý là bà có thể về nhà được rồi, Tiêu Tiêu khờ dại nói. Dương Thanh nghiêm nghị nói với con gái, Tiêu Tiêu, con có nhớ bố từng nói với con thế nào không? Đã làm sai thì phải trả giá cho sai lầm của mình, bà ngoại làm sai nên mới bị chú cảnh sát bắt đi. Cho nên, bây giờ bà ngoại chưa thể trở về được, đợi khi nào bà sửa chữa sai lầm thì mới được về nhà. Dương Thanh không biết nên giải thích thế nào với con trẻ, đành phải nói như vậy. Tiêu Tiêu phụng phịu bĩu môi, nước mắt ngấn ngấn, trên mặt còn lộ vẻ tủi thân. Đây là lần đầu tiên Dương Thanh nói với cô bé về việc Châu Ngọc Thúy bị cảnh sát bắt. Trong thế giới của Tiêu Tiêu, chỉ có người xấu mới bị chú cảnh sát bắt đi. Bố ơi, bà ngoại là người xấu ạ, Tiêu Tiêu cố kìm nước mắt hỏi. Dương Thanh bỗng không biết nên giải thích với cô bé thế nào, nhưng nếu không nói Châu Ngọc Thúy là người xấu thì chắc chắn Tiêu Tiêu sẽ đòi bà ngoại nữa. Với những hành vi đáng ghê tởm trước đây của Châu Ngọc Thúy, đương nhiên bà ta xứng đáng với cái danh người xấu. Dương Thanh do dự chốc lát rồi gật đầu, bà ngoại là người xấu. Oa! Tiêu Tiêu không nhịn được nữa, khóc òa lên, con không muốn bà ngoại là người xấu đâu. Nhìn con gái nhỏ khóc nức nở, lòng Dương Thanh cũng rất khó chịu. Cho Châu Ngọc Thúy trở về quả thật chỉ là chuyện rất đơn giản đối với anh, nhưng nghĩ tới những chuyện xấu xa người đàn bà này từng làm, anh thật sự không thể tha thứ. Chỉ có điều, hiện tại anh đang rất khó hiểu. Vì sao Tiêu Tiêu lại nhìn thấy Châu Ngọc Thúy ở sở thú? Tiêu Tiêu khóc mệt rồi, ngủ thiếp đi trong lòng Dương Thanh. Dương Thanh đang muốn gọi điện hỏi chuyện Châu Ngọc Thúy thì chuông di động của anh chợt reo lên. Bố à! Dương Thanh nhận cuộc gọi, chào một tiếng, nhưng đầu bên kia không ai đáp lời. Bố, sao bố không nói gì ạ? Dương Thanh hỏi một lần nữa. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, Dương Thanh. Lâu rồi không gặp mày. Cơn giận của Dương Thanh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, sắc mặt Dương Thanh lập tức sa sầm xuống, con ngươi lóe lên sát khí mãnh liệt. Vũ Văn Bân, anh dám đến Giang Hải cơ à? Dương Thanh lạnh lùng nói. Ha ha, Giang Hải có phải đầm rồng hang cọp gì đâu mà tao không dám tới. Vũ Văn Bân cười lớn, thái độ cực kỳ kiêu ngạo. Bố vợ tôi đâu? Dương Thanh hỏi. Anh không tin Vũ Văn Bân lấy điện thoại của Tần Đại Dũng gọi cho mình chỉ để chào hỏi một tiếng. Chết rồi. Vũ Văn Bân bỗng cười nói. Vũ Văn Bân, anh đang khiêu khích tôi đấy à? Nếu bố vợ tôi bị tổn thương dù chỉ một chút, tôi cũng sẽ khiến anh sống không bằng chết. Lòng Dương Thanh bừng bừng lửa giận, nhưng anh không tin Tần Đại Dũng đã chết. Dương Thanh, mày có biết nói vậy sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không? Vũ Văn Bân đột nhiên hỏi rồi nói tiếp. Mày dám đe dọa tao, hôm nay tao phải cho ông ta một trận như đòn. Đánh đi, đánh đến khi nào ông ta không nhúc nhích được thì thôi. Sau đó, Vũ Văn Bân lập tức ra lệnh. Thịch 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 thịch. Giây tiếp theo, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng đấm đá tàn nhẫn. Ư ư ư. Cùng với đó là những tiếng rên rỉ đau đớn của Tần Đại Dũng. Hình như miệng ông ấy bị nhét thứ gì đó nên chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Vũ Văn Bân, người khiến anh mất vị trí chủ gia tộc là tôi, muốn trả thù thì tìm tôi, đừng trút giận lên những người vô tội. Dương Thanh gắng sức bình tĩnh nói. Nếu Mã Siêu ở đây, anh ta nhất định sẽ nhận ra, Dương Thanh càng bình tĩnh thì cơn giận trong lòng anh càng lớn. Ha ha, mày cầu xin tao đi. Chỉ cần mày cầu xin, tao sẽ bảo chúng nó dừng lại. Nếu không, ông bố vợ thân mến của mày sẽ bị đánh chết đấy. Vũ Văn Bân cười lớn, giọng điệu hống hách khiến Dương Thanh chỉ muốn giết chết tên súc vật này ngay lập tức. Tôi xin anh, hãy bảo họ dừng tay đi. Dương Thanh không hề do dự nói. Ha ha ha, mày cầu xin tao rồi, xem ra ông bố vợ này cũng có địa vị khá cao trong lòng mày đấy nhỉ. Đã thế, tao càng không thể dễ dàng bỏ qua cho ông ta. Chỉ khi những người quan trọng với mày phải chết vì mày thì mày mới phải chịu nỗi đau khổ tột độ. Mày càng đau khổ, tao càng vui lòng. Mày có biết nhìn mày hận muốn giết tao nhưng lại bất lực không làm gì được, tao sảng khoái thế nào không? Vũ Văn Bân điên cuồng cười lớn. Dương Thanh hít sâu một hơi, ra sức khống chế lửa giận trong lòng. Chẳng phải Vũ Văn Bân muốn thấy anh tức điên lên sao? Lúc này anh càng giận dữ, Vũ Văn Bân sẽ càng vui vẻ. Nếu anh gọi tới chỉ để chọc giận tôi thì anh thành công rồi đấy, nhưng nếu anh muốn hành hạ bố vợ tôi để đe dọa tôi thì tôi phải nói cho anh hay, điều đó là không thể. Nói xong, Dương Thanh lập tức cúp máy. Ngay sau đó, anh gọi cho Tiền Bưu, bảo vệ vợ tôi cho tốt. Cậu Thanh cứ yên tâm, có tôi ở đây, không ai làm gì được vợ cậu đâu, Tiền Bưu bảo đảm. Lòng trung thành của vị cao thủ cũng xuất thân từ biên giới phía Bắc này có thể tin tưởng tuyệt đối, thực lực cũng rất mạnh. Khi Mã Siêu bị phái đi Yến Đô, nhiệm vụ bảo vệ Tần Thanh Tâm đã được giao cho ông ta. Biết Tần Thanh Tâm vẫn còn an toàn, Dương Thanh mới yên tâm phần nào. Sau đó, anh lại gọi một cuộc điện thoại. Anh Thanh, một giọng nữ lạnh như băng truyền tới. Đó chính là Hàn Sương, truyền nhân của Bá Đao, người từng bị Hiệp hội Võ Thuật đuổi giết và được Dương Thanh cứu. Sau đó cô ta vẫn luôn đi theo bảo vệ Tần Y. Bảo vệ Tần Y cẩn thận, nếu có bất kỳ chuyện khác thường nào phải báo ngay cho tôi biết, Dương Thanh nhanh chóng dặn dò. Vừa rồi có một phụ nữ trung niên đến tìm xếp Tần, sau đó còn cãi nhau với cô ấy, Hàn Sương chưa nói hết câu, Dương Thanh đã cắt lời, hiện giờ cô mau đi tìm Tần Y ngay. Nhất định phải bảo đảm an toàn cho em ấy. Hàn Sương cũng đã nhận ra sự bất thường, chỉ nói một tiếng vâng rồi ngắt điện thoại. Mắt Dương Thanh đã đỏ bừng, sát khí nồng đậm tỏa ra. Anh bỗng hiểu vì sao cả ba sản nghiệp lớn do Tần Thanh Tâm, Tần Y và Tần Đại Dũng phụ tránh lại đồng thời gặp phiền toái. Và cả Châu Ngọc Thúy, người vốn đang phải ngồi tù lại đột nhiên xuất hiện ở gần đây. Hiện giờ anh đã biết. Với thân phận của Vũ Văn Bân, muốn làm những việc này thật sự quá dễ dàng. Hiện giờ Tần Đại Dũng đã rơi vào tay Vũ Văn Bân, người phụ nữ trung niên vừa cãi nhau với Tần Y hẳn là Châu Ngọc Thúy. Tạm thời có lẽ chỉ còn Tần Thanh Tâm vẫn an toàn. Có Tiền Bưu bảo vệ, trừ khi gặp phải cao thủ cực đỉnh, bằng không thì không thể bắt Tần Thanh Tâm đi được. Hạ hà, cô có thể giúp tôi trông Tiêu Tiêu một lát được không? Dương Thanh lại gọi điện cho Hạ Hà. Quan hệ giữa Tiêu Tiêu và Hạ Hà rất tốt, anh cũng vô cùng yên tâm về cô gái này. Hạ Hà lập tức nhận lời, đương nhiên là được. Vậy giờ cô tới nhà họ Quan nhé, tôi sẽ mang Tiêu Tiêu tới đó. Dương Thanh vừa nói chuyện vừa bế Tiêu Tiêu lên xe. Trong lúc đó, Vũ Văn Bân vẫn liên tục gọi điện cho Dương Thanh, nhưng anh đều đang bận gọi đi, anh ta không thể kết nối được với anh. Xe phóng như bay về phía nhà họ Quan. Dương Thanh vừa rời khỏi dinh thự Vân Phong được một lát, Hàn Sương đã gọi tới. Anh Thanh, xếp Tần không ở trong phòng làm việc nữa rồi. Hàn Sương sốt ruột nói. Sao lại biến mất được, tiếp tục tìm cho tôi. Dương Thanh tức giận nói. Vâng thưa anh Thanh, Hàn Sương vội vã cúp điện thoại. Trong mắt Dương Thanh lúc này đã đỏ bừng. Từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc, chưa bao giờ anh mất kiểm soát như lúc này. Anh không sợ gặp chuyện. Chỉ sợ người thân vì mình mà bị liên lụy. Hiện giờ, Tần Đại Dũng đã rơi vào tay bọn Vũ Văn Bân, thậm chí còn bị tra tấn tàn độc. Tần Y đột nhiên biến mất, chỉ e cũng đã rơi vào tay anh ta. Lúc này anh chỉ hy vọng Vũ Văn Bân vẫn còn một chút nhân tính. Chiếc phê Tần màu đen xé gió lao vun vút trên đường. Cùng lúc đó, tại một tòa nhà bỏ hoang, một bóng người trẻ tuổi đang ngồi thảnh thơi trên ghế.
xung quanh anh ta còn có vài gã đàn ông cao lớn lực lưỡng. Trước mặt anh ta, Tần Đại Dũng đang nằm thoi thóp, cả người đẫm máu, tay chân bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín. Thằng khốn, dám không nhận điện thoại của tao à? Vũ Văn Bân gọi liên tiếp mấy cuộc đều không được, lúc này đã nổi trận lôi đình. Đúng lúc đó, di động của anh ta chợt reo vang, một giọng nữ trung niên tràn ngập oán hận vang lên, cậu Bân, tôi mang nó ra khỏi công ty rồi. Tốt lắm, bà trông chừng cẩn thận đấy. Có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho bà sau. Rốt cuộc Vũ Văn Bân cũng nhận được một tin tốt. Cậu Bân cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ không để con khốn này trốn mất đâu, người gọi tới chính là Châu Ngọc Thúy, bà ta đã bắt được Tần Y. Nếu con người đánh mất giới hạn của mình thì chẳng khác nào xúc vật. Tần Y là con ruột của Châu Ngọc Thúy, vậy mà bà ta cũng hại được, quả thực quá ác độc. Lúc này, Dương Thanh đã đưa Tiêu Tiêu tới nhà họ Quan giao cho Hạ Hà rồi phóng xe về phía tập đoàn Tam Hòa. Hiện giờ Tần Đại Dũng và Tần Y đều đã bị bắt, anh cũng đã phái người đi tìm, nhưng anh vẫn không yên tâm về Tần Thanh Tâm. Cùng lúc này, ở tập đoàn Tam Hòa, Tần Thanh Tâm vừa giải quyết xong rắc rối của công ty, bỗng có một cô gái mặc vest gõ cửa đi vào. Cô là ai? Sao tôi chưa từng thấy cô trong công ty? Thấy gương mặt xa lạ, Tần Thanh Tâm đột nhiên cảnh giác. Tuyệt đối không tha. Tiền Bưu lập tức lao vào tới chỗ nữ sát thủ. Lúc này nữ sát thủ chỉ thấy lạnh cả người. Cô ta theo dõi Tần Thanh Tâm đã lâu, thậm chí còn hiểu rõ như lòng bàn tay những người Tần Thanh Tâm từng tiếp xúc. Dù vậy cô ta vẫn không ngờ lại có một cao thủ mạnh như vậy âm thầm bảo vệ Tần Thanh Tâm. Trong lòng nữ sát thủ hiểu rõ, muốn dẫn Tần Thanh Tâm đi là không thể. Cô ta chỉ đành bỏ kế hoạch bắt Tần Thanh Tâm, sau đó xoay cổ tay cầm dao đâm về phía Tiền Bưu. Keng! Tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, sau đó dao găm trên tay nữ sát thủ bị hất bay. Ầm! Tần Thanh Tâm chưa kịp phản ứng lại, Tiền Bưu đã đá mạnh vào ngực nữ sát thủ. Khi bị Tiền Bưu đánh bay dao găm, nữ sát thủ hiểu nếu ở lại chỉ có nước chết. Thế là cô ta không hề do dự, thừa lúc bị đá liền thuận thế lộn một vòng sau đó co giò bỏ chạy. Sếp Tần, cô không sao chứ? Tiền Bưu cũng không đuổi theo mà chỉ lo lắng nhìn Tần Thanh Tâm hỏi. Bây giờ đuổi theo lỡ chúng kế điệu hổ ly sơn sẽ khiến Tần Thanh Tâm gặp nguy hiểm, ông ta có chết cũng không gánh nổi. Lúc này Tần Thanh Tâm mới hoàn hồn, tim đập như trống bỏi, im lặng một hồi mới lắc đầu tôi không sao. Cô đừng sợ, cậu Thanh đang trên đường đến đây, chắc cũng sắp tới rồi. Tiền Bưu nhìn đồng hồ nói. Ông ta vừa dứt lời một bóng người lập tức xuất hiện ngay cửa, là Dương Thanh. Tâm, em có sao không? Dương Thanh vừa vọt vào cửa đã đi tới bên cạnh Tần Thanh Tâm, vẻ mặt lo lắng kiểm tra xem cô có bị thương không. Tần Thanh Tâm khẽ lắc đầu, em không sao, ông Tiền đã cứu em. Sau khi thấy Tần Thanh Tâm không sao, Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn cảnh tượng lộn xộn trong phòng làm việc liền biết vừa có đánh nhau. Dương Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có người muốn giết em? Trong lòng Tần Thanh Tâm vẫn còn sợ hãi, sắc mặt lo lắng hỏi. Dương Thanh cũng không muốn để Tần Thanh Tâm tham dự vào chuyện của mình nhưng đã đến nước này sợ là không giấu được nữa. Anh ôm vai Tần Thanh Tâm, nghiêm túc nói, bây giờ Tiền Bưu sẽ đưa em đến nhà họ Quan, anh phải xử lý một số việc, khi nào xong sẽ qua đó tìm em. Dường như nhận ra được vẻ nghiêm nghị trong mắt Dương Thanh. Tần Thanh Tâm cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lo lắng dặn dò, dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt. Được. Dương Thanh khẽ hôn lên trán Tần Thanh Tâm, sau đó trịnh trọng nói với Tiền Bưu, sự an toàn của vợ tôi nhờ cả vào ông. Cơ thể Tiền Bưu hơi run lên, vô thức đứng thẳng người dõng dạc nói, cậu Thanh yên tâm, có tôi ở đây, sếp Tần tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tốt. Dương Thanh gật đầu. Hiện giờ Tần Đại Dũng đã rơi vào tay Vũ Văn Bân. Tần Y cũng bị Châu Ngọc Thúy dẫn đi. Dương Thanh phải nghĩ cách cứu hai người này ra trước. Sau khi rời khỏi tập đoàn Tam Hòa, anh gọi điện thoại, Vũ Văn Cao Dương, tôi không cần biết ông dùng cách gì nhưng nhất định phải ngăn cản Vũ Văn Bân. Nếu bố vợ và em vợ tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khiến gia tộc Vũ Văn chôn cùng bọn họ. Giọng nói của Dương Thanh như đến từ địa ngục khiến Vũ Văn Cao Dương sợ run người, vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta đã bắt cóc bố vợ tôi, cho người dẫn em vợ tôi đi. Vừa rồi, anh ta còn sai người đến ám sát vợ tôi.
nếu tôi không bố trí người âm thầm bảo vệ thì cô ấy đã bị giết rồi. Dương Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, trong giọng nói ngập tràn sát khí. Vũ Văn Cao Dương nghe vậy, sắc mặt thay đổi, khó nén cơn giận đang trỗi dậy trong lòng. Ông ta cũng nghiến răng nói, thằng khốn kiếp này dám làm chuyện tày trời như vậy. Con yên tâm, bố nhất định sẽ ngăn nó lại. Chỉ là nếu con tìm được nó, bố mong con có thể tha cho nó một con đường sống. Việc khiến Dương Thanh tức giận chính là Vũ Văn Bân đã chạy tới Giang Hải ám sát vợ anh mà Vũ Văn Cao Dương còn dám cầu xin anh. Ông có tư cách dạy tôi nên làm thế nào sao? Dương Thanh tức giận nói, bảo tôi tha cho anh ta cũng được, trong vòng 10 phút anh ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Nếu không tôi sẽ khiến anh ta sống không bằng chết. Bao nhiêu năm qua Dương Thanh chưa từng mất kiểm soát như vậy. Anh chỉ cảm thấy sát khí trong lòng đang sôi trào mãnh liệt. Vũ Văn Bân muốn đối phó anh thế nào cũng được, nhưng anh ta không nên dùng tính mạng người thân của anh để uy hiếp anh. Vũ Văn Cao Dương ở đầu dây bên kia cũng nhận thấy sự tức giận của Dương Thanh, trong lòng vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn bã. Vũ Văn Bân là con trai của ông ta, Dương Thanh cũng vậy. Dù bên nào bị thương ông ta cũng không muốn, con yên tâm, trong vòng 10 phút, bố nhất định sẽ bảo nó thả bố vợ và em vợ con ra. Vũ Văn Cao Dương không nói thêm gì nữa. Lập tức cúp điện thoại. Lúc này hai mắt Dương Thanh đỏ ngầu, tay nắm chặt vô lăng, liên tục đạp chân ga. Chiếc Phaeton màu đen như tia chớp lao nhanh trên đường cao tốc của Giang Hải. Anh Thanh, tìm được Vũ Văn Bân rồi, em lập tức gửi định vị cho anh. Lúc này điện thoại trong tay Dương Thanh vang lên, là Mã Siêu gọi tới. Được. Dương Thanh nhanh chóng nhận được định vị của Mã Siêu gửi tới. Dù anh là ai, hôm nay anh nhất định phải chết. Dương Thanh nhìn định vị trên bản đồ, trong mắt lóe lên sát khí. Chỗ đó chỉ cách vị trí hiện tại của anh 5 phút lái xe. Bây giờ đã hết 10 phút mà anh vẫn chưa nhận được tin tức Vũ Văn Bân thả Tần Đại Dũng và Tần Y. Rõ ràng Vũ Văn Cao Dương đã thất bại, vậy thì đừng trách anh ra tay độc ác. Dương Thanh lái xe đến một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại thành. Định vị Mã Siêu gửi cho anh chính là chỗ này. Dương Thanh vừa xuống xe đã cảm thấy mấy luồng khí thế mạnh mẽ khó lường. Đúng lúc này Vũ Văn Cao Dương lại gọi điện thoại tới. Ông ta nói, Dương Thanh, coi như bố xin con đừng ra tay với Vũ Văn Bân được không? Vũ Văn Cao Dương, ông nghe cho rõ đây. Tôi không ra tay với gia tộc Vũ Văn là vì khi mẹ còn sống đã bắt tôi thề độc, không cho tôi đụng đến các người. Nhưng lần này là Vũ Văn Bân khiêu khích tôi trước, hôm nay anh ta phải chết. Đương nhiên nếu ông muốn trả thù cho anh ta thì cứ việc ra tay. Nhưng ông cũng phải chuẩn bị tinh thần bị diệt tộc đi. Giọng của Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo. Dương Thanh, con không được giết nó, vì nó là, Vũ Văn Cao Dương còn chưa nói xong thì Dương Thanh đã cúp điện thoại. Bảo anh tha cho Vũ Văn Bân à, đừng có mơ. Dương Thanh, rốt cuộc mày cũng đến rồi. Dương Thanh vừa bước vào tòa nhà bỏ hoang, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Chỉ thấy Vũ Văn Bân đang ngồi trên ghế mây, xung quanh có vài cao thủ súng ống đầy đủ đứng sừng sững. Mà trên xà nhà sau lưng Vũ Văn Bân chính là Tần Đại Dũng máu me đầy người đang bị treo lơ lửng. Bố! Thấy Tần Đại Dũng như vậy, mắt Dương Thanh như muốn nứt ra, gào lớn lên. Chơi trò chơi! Từ khi rời khỏi biên giới phía Bắc, lần đầu tiên Dương Thanh phải chịu nhục thế này. Người thân của anh bị anh liên lụy, bị đối xử một cách tàn tệ. Nghe thấy giọng Dương Thanh, Tần Đại Dũng đang bị treo gắng gượng mở mắt. Nhưng mắt ông ấy đã sưng húp, lúc này chỉ có thể hơi hé mắt ra. Dương Thanh, mặc kệ bố, đi đi, con đi đi. Tần Đại Dũng tốn rất nhiều sức mới nhìn rõ Dương Thanh, giãy giụa, cố gắng nói. Nhưng ông ấy bị thương quá nặng, cho dù đang giãy giụa thì cũng chỉ là sự giãy giụa hết sức yếu ớt mà thôi. Lúc này... còn có mấy tay súng đang chĩa hỏng súng đen ngòm vào đầu ông ấy nữa. Dương Thanh không hề nghi ngờ về việc chỉ cần Vũ Văn Bân ra lệnh một tiếng, Tần Đại Dũng sẽ chết ngay. Anh có thể giết Vũ Văn Bân trong nháy mắt, nhưng Tần Đại Dũng đang bị nhiều súng chĩa vào đầu như vậy, anh không dám mạo hiểm bằng tính mạng ông ấy. Chẳng riêng gì Tần Đại Dũng, bây giờ Tần Y không có ở đây. Cho dù anh cứu được Tần Đại Dũng, chắc gì đã có thể bảo vệ Tần Y an toàn. Trước khi chắc chắn rằng Tần Y và Tần Đại Dũng đã an toàn, Dương Thanh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ha ha, đúng là tình cha con sâu đậm nhỉ.
Vũ Văn Bân phá lên cười, nghe rất ngông cuồng. Khí lạnh tản ra từ người Dương Thanh, anh nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân, nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc mày muốn thế nào? Vũ Văn Bân ngồi trên ghế mây, bắt chéo chân, nhìn Dương Thanh với vẻ hài hước, hôm nay tao muốn chơi một trò chơi với mày. Dương Thanh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Bân. Vũ Văn Bân lấy điện thoại ra bấm số, sau đó một giọng nói quen thuộc đầy nịnh nọt vang lên, cậu Bân, đứa con gái để tiện tần y đã ở trong tay tôi rồi, cậu muốn tôi làm gì thì cứ dặn dò ạ. Nào, chào hỏi người quen cũ của mày đi. Vũ Văn Bân cười ha hả, quay màn hình điện thoại về phía Dương Thanh. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên màn hình, chính là Châu Ngọc Thúy. Khi thấy Dương Thanh, Châu Ngọc Thúy nghiến răng ken két, nói với vẻ căm hận, Dương Thanh, đều do thằng xúc sinh là mày nên tao mới phải ở nơi quỷ quái kia lâu như thế. Dương Thanh hít sâu một hơi, ra sức kiểm soát cơn giận của mình. Lúc này, anh bỗng thấy hơi hối hận vì đã mềm lòng rồi nương tay. Lẽ ra lúc trước phải giết người phụ nữ ác độc này mới đúng. Tần Y là con gái ruột của bà, sao bà có thể làm vậy, Dương Thanh chất vấn. Con gái ruột thì sao? Đứa con gái đê tiện này đã từ mặt mẹ ruột vì thằng xúc sinh như mày, đã vậy, sao tao phải nhận nó chứ? Dương Thanh, mày quỳ xuống cho tao, bằng không tao sẽ rạch mặt con danh này. Nét mặt Châu Ngọc Thúy rất điên cuồng, bà ta đang cầm một con dao gọt trái cây. Chân tay Tần Y bị trói nghiến lại, còn bị nhét rẻ vào mồm. Lúc này trong mắt cô ta tràn ngập vẻ không dám tin và sợ hãi. Rõ ràng, cô ta cũng không ngờ mẹ ruột mình lại làm những chuyện không bằng cầm thú thế này. Tao bảo mày quỳ xuống cho tao. Châu Ngọc Thúy tức giận quát, kề dao lên mặt Tần Y. Vì bà ta đang kích động nên lưỡi dao đã tạo thành một vết thương nhỏ trên mặt Tần Y, máu lập tức chảy xuống. Rầm. Dương Thanh không hề do dự, nặng nề quỳ xuống đất, mắt đỏ ngầu. Thầm thề sẽ không bao giờ bỏ qua cho người phụ nữ này. Ha ha ha. Thấy Dương Thanh quỳ xuống, Châu Ngọc Thúy ở đầu dây bên kia điên cuồng phá lên cười. Tần Y cũng mở to mắt nhìn với vẻ không dám tin. Tuy cô ta không biết thân phận và gia thế thực sự của Dương Thanh, nhưng cũng biết chắc anh không phải người bình thường. Tính ra, cô ta còn không có quan hệ máu mủ gì với Tần Thanh Tâm, nhưng Dương Thanh lại sẵn lòng quỳ xuống vì cô ta. Mặt cô ta đầm đìa nước mắt. Kêu mấy tiếng, điên cuồng giãy giụa, liên tục lắc đầu. Cô ta muốn bảo Dương Thanh đứng lên, đừng quan tâm tới cô ta nữa. Dương Thanh, mày không ngờ đúng không? Mày cũng có hôm nay cơ à? Ha ha ha, Châu Ngọc Thúy cảm thấy vô cùng sung sướng. Sau khi bị nhốt vào tù, bà ta gần như sắp phát điên, nếu Vũ Văn Bân không xuất hiện rồi cứu bà ta ra, có lẽ bà ta đã điên thật rồi. Trong khoảng thời gian ở tù, tâm lý bà ta đã sớm trở nên méo mó. Bà ta muốn trả thù Dương Thanh, trả thù Tần Thanh Tâm, trả thù Tần Đại Dũng, thậm chí trả thù cả Tần Y con gái ruột của mình. Bà ta cho rằng việc mình bị nhốt có liên quan tới những người kia, nếu họ nói đỡ cho bà ta trước mặt Dương Thanh, bà ta đã không bị tra tấn nhiều như thế. Đương nhiên bà ta vẫn muốn báo thù Dương Thanh nhất, vì anh mới là đầu sỏ. Châu Ngọc Thúy, chính tôi đã bảo người ta nhốt bà lại. Có gì thì bà cứ nhắm vào tôi. Bây giờ tôi đang ở chỗ Vũ Văn Bân, nếu bà muốn báo thù thì tự đến giết tôi đi này. Dùng con gái ruột để uy hiếp tôi, bà không thấy nực cười à? Dương Thanh lạnh lùng nói. Nếu Tần Y không nằm trong tay Châu Ngọc Thúy, bây giờ anh hoàn toàn có hy vọng cứu Tần Đại Dũng ra bằng sức của mình. Nếu bảo đảm được an toàn cho Tần Y, đám người này đều phải chết. Quả nhiên. Lời Dương Thanh nói đã khiến Châu Ngọc Thúy động lòng. Dương Thanh, đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì, mày định hy sinh bố vợ mày để cứu đứa con gái kia à, không có cửa đâu. Lúc này, Vũ Văn Bân chợt nói. Rõ ràng anh ta đã hiểu sai, tưởng Dương Thanh định vứt bỏ Tần Đại Dũng. Cũng đúng thôi, sao loại người bạc bẽo như anh ta có thể hiểu tình nghĩa giữa Dương Thanh và Tần Đại Dũng được. Dương Thanh thà chết chứ cũng không bỏ rơi ông ấy. Dương Thanh. Mày cứ ngoan ngoãn chờ cậu Bân xử lý mày đi. Tao sẽ trông chừng Tần Y, nếu mày dám phản kháng, tao sẽ giết nó ngay đấy. Châu Ngọc Thúy nói với vẻ mặt độc ác, còn khua dao gọt trái cây trên mặt Tần Y mấy lần, mày biết đấy, có chuyện gì mà tao không làm được đâu. Ánh mắt Dương Thanh lạnh tanh, nhìn Châu Ngọc Thúy như đang nhìn người chết. Lúc này,
Vũ Văn Bân tắt cuộc gọi video rồi cười híp mắt nhìn Dương Thanh. Dương Thanh, bây giờ đến lượt trò chơi giữa chúng ta nhé. Dương Thanh không quan tâm, đứng dậy rồi hờ hững hỏi, mày muốn chơi gì, hôm nay tao sẽ chơi với mày tới cùng. Vậy chơi cò quay Nga nhé. Vũ Văn Bân mỉm cười quái dị rồi lấy một khẩu súng lục ra, đặt lên bàn, quy tắc trò chơi cũng đơn giản thôi, trong này có 6 ổ đạn nhưng chỉ lắp một viên đạn, sau đó đóng ổ đạn lại. Mày và bố vợ mày lần lượt bắn vào người mình, mãi tới khi một người chết thì thôi, trò chơi kết thúc. Vì bố vợ mày đang không tiện nên mày sẽ nổ súng thay ông ta luôn. Hay nói cách khác, mày phải dùng khẩu súng lục chỉ chứa một viên đạn này để giết chính mày hoặc bố vợ mày. Sắc mặt Dương Thanh lập tức cứng đờ, rõ ràng trò chơi này được bày ra để giết anh. May mắn! Vũ Văn Bân nở nụ cười ác độc như quỷ dữ. Đối với anh ta, nếu vừa đùa bỡn được Dương Thanh, vừa có thể giết Dương Thanh, cớ sao lại không làm chứ? Trong mắt Dương Thanh tràn ngập sự hung tợn, những người dám uy hiếp anh như thế đã chết cả rồi. Đương nhiên, mày có thể từ chối chơi trò chơi này, dù sao bố vợ và em vợ mày cũng đều ở trong tay tao. Tao có thể giết một người trước, để mày cảm nhận tuyệt vọng là thế nào, không chừng mày sẽ chủ động xin tao cho mày chơi đấy. Vũ Văn Bân cười ha hả. Không thể không thừa nhận, lúc trước tên khốn này có thể trở thành người thừa kế của gia tộc Vũ Văn, đúng là có chút bản lĩnh. Anh ta biết Dương Thanh rất mạnh, nên kế hoạch để đối phó với anh lần này cũng vô cùng chặt chẽ. Anh ta ra tay với cả Tần Thanh Tâm, Tần Y và Tần Đại Dũng luôn. Nếu Tiền Bưu không lặng lẽ bảo vệ Tần Thanh Tâm, cô cũng đã rơi vào tay anh ta rồi. Đến khi đó, hy vọng cứu hết mọi người của Dương Thanh sẽ càng xa xôi. Vũ Văn Bân cũng rất hiểu lòng người, biết Châu Ngọc Thúy vô cùng căm hận Dương Thanh, phải giết anh thì mới hả dạ, nên đã sắp xếp người giúp Châu Ngọc Thúy đưa Tần Y tới nơi khác. Cứ như thế, cho dù Dương Thanh có thể cứu Tần Đại Dũng từ tay vô số thuộc hạ của anh ta thì anh cũng không dám làm như vậy. Anh cứu được Tần Đại Dũng nhưng không cứu được Tần Y. Được, tao chơi. Dương Thanh cắn răng. Giờ anh đã không còn bất cứ lựa chọn nào khác, chỉ có thể chơi với Vũ Văn Bân. Cạch. Dương Thanh cầm súng, xoay ổ quay, đến khi ổ quay ngừng, anh thẳng thừng bắn một phát vào huyệt thái dương của mình. Không hổ là con cháu của gia tộc Vũ Văn, dũng cảm đấy. Súng có 6 ổ đạn, 1 viên đạn, xác suất tử vong khi nổ súng là 1/6. Tính như thế, sau khi bắn 6 phát, có lẽ trò chơi này cũng kết thúc rồi. Vũ Văn Bân nói với vẻ nghiền ngẫm, được rồi, trò chơi tiếp tục, bắn bố vợ của mày đi. Dương Thanh, thật ra tao không muốn mày chết, vì nếu mày chết thì trò chơi cũng hết thú vị, nên mày hãy bắn chết bố vợ của mày đi. Tao rất muốn xem sau khi bắn chết bố vợ mình, mày sẽ có nét mặt gì. Đến khi đó, liệu vợ yêu và cô em vợ của mày có tha thứ cho mày không nhỉ? Được rồi, không nói nhảm nữa, tiếp tục đi. Trong mắt Dương Thanh, nụ cười ấm áp của Vũ Văn Bân vô cùng ghê tởm. Cạch! Dương Thanh không hề do dự, ổ quay vừa ngừng lại đã bóp cò, lại là ổ đạn rỗng. Xem ra hai người cũng khá may mắn. Vũ Văn Bân mỉm cười, nhưng không sao, đây mới chỉ là bắt đầu. Theo lý thuyết về xác suất, kiểu gì cũng có người chết sau 6 phát súng. Chúng ta cứ chậm rãi chơi. Vũ Văn Bân, mày sợ tao thế cơ à? Dương Thanh không chơi nữa, chợt hỏi với vẻ mỉa mai. Nét mặt Vũ Văn Bân lập tức cứng đờ, sợ mày ư? Bây giờ sống chết của mày đang nằm trong tay tao, sao tao phải sợ mày chứ? Nếu không sợ tao, sao mày phải bắt những người bên cạnh tao lại rồi dùng cái chết của họ để đe dọa tao chứ? Nếu không sợ, mày nên đánh một trận trực diện với tao, cho dù là so đấu về thực lực hay kinh doanh cũng được. Nhưng mày sợ tao nên không dám làm thế, chỉ có thể đối phó với tao bằng mấy trò hèn hạ này thôi. Cho dù tao chết, tao cũng khinh mày. Gia tộc Vũ Văn đúng là gia tộc rác rưởi, chỉ có một đám vô dụng nhát như chuột nhát. Dương Thanh liên tục cười lạnh. Sắc mặt Vũ Văn Bân ngày càng âm u, ánh mắt anh ta đằng đằng sát khí. Dương Thanh, mày chỉ được mỗi cái miệng thôi. Cho dù mày nói thế nào, mày cũng phải hiểu, bây giờ sống chết của mày đã nằm trong tay tao rồi. Mày dùng thủ đoạn hèn hạ nên mới được thế, bởi vì mày biết, nếu đánh trực diện với tao, mày chỉ có nước thua mà thôi. Dương Thanh cười khẩy. Tự mày ngu, còn trách được người khác chắc. Lý trí Vũ Văn Bân rất vững, anh ta bình tĩnh nói, từ khi mày bày kế để tước mất vị trí người thừa kế của tao,
mày nên hiểu trận chiến giữa chúng ta cũng bắt đầu rồi. Nếu vậy, tại sao mày không chuẩn bị sẵn sàng, mà còn để tao tìm được cơ hội đối phó với mày chứ? Thế nên mới nói, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đều do mày cả, mày ngông cuồng tự mãn, cho rằng đã thắng được tao. Trong mắt tao, mày chỉ là thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đấu với tao á. Mày thắng nổi à, lời Vũ Văn Bân nói cũng có lý. Dương Thanh hiểu rõ, đúng là anh đã chủ quan, để Mã Siêu ở Yến Đô, chỉ giữ Tiền Bưu và Hàn Sương bên cạnh. Nhưng ở Giang Hải, không chỉ có một người bên cạnh anh cần được bảo vệ. Thế nên hôm nay, cho dù bố vợ hay em vợ mày chết thì cũng do mày hại, Vũ Văn Bân nói tiếp. Đúng là tao đã chủ quan, nhưng tốt nhất mày hãy nghĩ cho kỹ, trừ khi tao chết, bằng không, chắc chắn mày sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình, Dương Thanh nói. Mày nghĩ với tình hình hôm nay, mày còn có thể sống sót rời đi chắc. Vũ Văn Bân nhìn Dương Thanh với vẻ mặt kỳ lạ, mày nên hiểu rõ, mày sống được đến giờ vì tao không muốn mày chết một cách dễ dàng. Tao muốn đùa bỡn mày, khiến mày sống không bằng chết. Đến khi tao chán thì giờ chết của mày cũng đến. Mày nói mấy câu nhảm nhí này với tao để kéo dài thời gian à? Cũng không sao, tao có nhiều thời gian lắm, hôm nay tao sẽ chơi với mày, đến khi giết chết mày thì thôi. Được rồi, tiếp tục. Vũ Văn Bân không hề lo lắng về việc Dương Thanh đang kéo dài thời gian. Anh ta cười ha hả, nói. Dương Thanh không nói gì nữa, giơ súng lục lên, bắt đầu chơi cò quay. Cạch, cạch. Dương Thanh nhanh chóng bắn hết 6 phát, nhưng tiếng súng không hề vang lên. Xem ra tao may mắn đấy nhỉ, nếu dựa theo lý thuyết về xác suất thật, cho dù tao chết vì phát súng sau thì cũng quá hời rồi. Dương Thanh cười híp mắt. Vũ Văn Bân giang tay ra, cười nói, đúng là mày rất may mắn, nhưng không sao, thời gian còn nhiều, tao cũng không tin mày sẽ mãi may mắn như thế. Dương Thanh cười nhạt, nét mặt vẫn rất thản nhiên, tiếp tục nổ súng. Từng giây từng phút trôi qua, chỉ trong thoáng chốc, Dương Thanh đã bắn 20 lần nhưng vẫn không có tiếng súng vang lên. Rốt cuộc Vũ Văn Bân cũng cảm thấy sai sai, xác suất tử vong là 1/6, Dương Thanh kiên trì được tới tận bây giờ, có phải quá may mắn rồi không? Súng có vấn đề. Anh ta bỗng nghĩ đến khả năng này. Khoan đã. Đúng lúc Dương Thanh định nổ súng tiếp, Vũ Văn Bân bỗng quát lên rồi cho thêm một viên đạn vào khẩu súng. Trong 6 ổ đạn có 2 viên đạn, xác suất tử vong đã lên đến 1/3. Tao muốn xem vận may của mày sẽ duy trì được bao lâu nữa. Vũ Văn Bân nói với vẻ dí dỏm. Xoay chuyển tình hình. Thấy Vũ Văn Bân cho thêm một viên đạn vào súng, Dương Thanh chỉ cười lạnh, như thể đang chế giễu hành động của anh ta. Xong chưa, xong rồi thì tao tiếp tục nhé, Dương Thanh cười hỏi. Trong mắt anh, Vũ Văn Bân đã là người chết. Bây giờ chỉ cần Tần Y được cứu, anh sẽ ra tay luôn. Không biết Tần Đại Dũng đã bị treo bao lâu, ông ấy vốn bị thương nặng, giờ đã ngất đi rồi. Tiếp tục đi. Vũ Văn Bân cắn răng. Theo kế hoạch của anh ta, Dương Thanh đã bị anh ta chơi chết rồi, không ngờ Dương Thanh lại may mắn đến thế, bắn hơn 20 phát vẫn không sao. Cạch, cạch. Dương Thanh nhanh chóng xoay ổ quay rồi nổ súng, động tác hết sức liền mạch. Chỉ trong thoáng chốc, anh lại bắn thêm 10 mấy phát nhưng vẫn không nghe thấy tiếng súng vang lên. Rốt cuộc Vũ Văn Bân cũng nhận ra có gì đó không ổn, xác suất tử vong là 1/3, trượt liên tục 10 mấy phát, chắc chắn có vấn đề. Ngừng tay. Anh ta bỗng quát lớn, cử người lấy lại súng lục để kiểm tra xem sao. Cậu Bân, khẩu súng này không có vấn đề gì ạ. Sau khi kiểm tra xong, tên đàn em trầm giọng nói. Sắc mặt Vũ Văn Bân trở nên vô cùng khó coi, anh ta cứ tưởng súng có vấn đề, nhưng trên thực tế lại không sao hết. Chẳng lẽ là do Dương Thanh may mắn thật ư? Mày đã làm thế nào? Vũ Văn Bân nhìn chằm chằm vào Dương Thanh một lúc lâu, chợt hỏi. Vũ Văn Bân từng là người thừa kế của gia tộc Vũ Văn nên không ngu chút nào. Kiến thức của anh ta rất rộng, cũng biết thế giới rất lớn, có những người hết sức đặc biệt. Tuy anh ta không muốn tin Dương Thanh là người như thế, nhưng bây giờ Dương Thanh vẫn sống sót đứng đây, chuyện này buộc anh ta phải nghi ngờ. Nghe đồn trong trò cò quay Nga, những kẻ đã quen nghịch súng có thể tránh được đạn khi nổ súng bằng cách điều chỉnh cường độ xoay ổ quay. Anh ta nghi ngờ, có lẽ Dương Thanh chính là loại người đó. Dương Thanh cười nhạt, mày đang nghi ngờ tao dở trò đấy à?
súng là của mày, đạn cũng do mày lắp, nếu có vấn đề thật thì cũng do bọn mày giở trò. Đương nhiên, nếu mày không chơi nổi thì có thể bắn chết tao luôn, không cần phiền phức như thế. Dương Thanh bình tĩnh nói, không hề giống người bị ép chơi cỏ quay Nga. Vũ Văn Bân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, muốn tìm ra chút gì đó từ ánh mắt anh. Nhưng điều khiến anh ta thất vọng chính là trông Dương Thanh rất bình tĩnh, thậm chí không còn tức giận như vừa rồi. Anh ta bỗng có linh cảm không lành, đúng lúc này, chuông điện thoại của Dương Thanh chợt vang lên. Tiếng động này vừa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Thanh. Mấy tay súng lập tức đổi hướng, nhắm vào đầu anh. Nhưng tiếng chuông điện thoại chỉ kéo dài mấy giây rồi ngừng. Dương Thanh hơi nhếch môi, nở nụ cười hài hước, hơi thở mạnh mẽ tản ra từ người anh. Vào giờ phút này, Vũ Văn Bân chỉ thấy lạnh thấu xương, như thể đang bị dã thú để mắt đến, sởn cả da gà. Tiếp tục chơi cho tao. Vũ Văn Bân giả vờ bình tĩnh. Cạch. Dương Thanh lại xoay ổ quay rồi đổi hướng, nhắm thẳng vào tên đàn ông vạm vỡ vẫn đang chĩa súng vào đầu Tần Đại Dũng. Đoàng. Tiếng súng vang lên, tên kia lập tức ngã xuống đất. Chuyện này diễn ra quá đột ngột, không ai ngờ Dương Thanh dám nổ súng với người của họ, quan trọng nhất là trước đó, tiếng súng không hề vang lên, bây giờ vừa nhắm vào tay sai của Vũ Văn Bân, tiếng súng đã vang lên rồi. Ngay sau đó, chuyện khiến Vũ Văn Bân khiếp sợ đã xảy ra. Gần như ngay khi tiếng súng vang lên, Dương Thanh cũng lao vút đi. Rầm rầm rầm. Vũ Văn Bân chỉ thấy trước mắt nhoáng lên, những tay súng mà anh ta trả giá cao để mời đến đều bị đánh bay ra ngoài hết. 7, 8 tay súng còn không có cơ hội nổ súng, thậm chí chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong chớp nhoáng, trừ Vũ Văn Bân ra, mấy tay súng của anh ta đã ngã xuống đất. Vũ Văn Bân kinh ngạc tới mức ngây người, anh ta là người thừa kế cũ của gia tộc Vũ Văn, có loại cao thủ nào mà anh ta chưa từng gặp chứ? Nhất là những người mà anh ta dẫn tới đây, đều là tay thiện xạ trăm phát trăm trúng, hơn nữa năng lực chiến đấu cũng thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng bây giờ, những cao thủ đỉnh cao mà anh ta luôn lấy làm kiêu ngạo còn chưa kịp phản ứng thì đã vĩnh viễn nằm trên nền đất lạnh băng của tòa nhà bỏ hoang này rồi. Đến lượt mày. Sau khi giải quyết các tay súng, Dương Thanh mới bước tới bên Tần Đại Dũng, thận trọng đưa ông ấy xuống. Anh kiểm tra qua, ông ấy vẫn còn sống, nhưng vì bị thương quá nặng nên đã hôn mê rồi. Giờ đến lượt mày. Sau khi chắc chắn rằng Tần Đại Dũng không quá đáng lo, Dương Thanh mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên sát khí. Dương Thanh, đừng quên em vợ mày vẫn đang nằm trong tay người của tao, nếu mày dám làm gì tao, cô ta chỉ có một con đường chết. Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Vũ Văn Bân đã hoàn hồn, tuy anh ta cũng kinh hãi nhưng chưa đến mức không chấp nhận nổi mọi chuyện. Trước khi Dương Thanh tới đây, Vũ Văn Cao Dương đã gọi cho anh ta, cố ý cảnh cáo anh ta rằng đừng nên động vào Dương Thanh không đơn giản như thế. Vũ Văn Bân vốn xem thường, cứ tưởng Vũ Văn Cao Dương muốn bảo vệ Dương Thanh nên mới nói vậy. Bây giờ anh ta mới hiểu, có lẽ Vũ Văn Cao Dương đã biết chuyện Dương Thanh không hề đơn giản từ lâu. Nhưng anh ta cũng không nghe lời Vũ Văn Cao Dương, chỉ cần Dương Thanh chết, anh ta chính là đứa con duy nhất của Vũ Văn Cao Dương, vẫn có cơ hội giành lại vị trí người thừa kế gia tộc. Vũ Văn Bân, sao mày không nghĩ xem, rõ ràng tao có thực lực giải quyết hết đám người này, tại sao tao mãi không ra tay mà phải chờ tới hồi nãy chứ? Dương Thanh cười lạnh. Vũ Văn Bân lập tức sững sờ, chợt nhớ ra, vừa nãy sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang vài lần rồi biến mất, Dương Thanh mới hành động. Chẳng lẽ đó chính là tín hiệu à? Mày có ý gì? Vũ Văn Bân giận tái mặt. Mày thông minh thế mà cũng không nghĩ ra chắc, Dương Thanh nói với vẻ hài hước. Vũ Văn Bân luống cuống, vội lấy điện thoại ra gọi nhưng đối phương mãi vẫn không nghe, rốt cuộc anh ta cũng hiểu, có lẽ người của anh ta đã bị tiêu diệt rồi. Mày biết tao là ai không? Tao là người của cậu Bân trong gia tộc Vũ Văn thuộc 8 nhà quyền thế ở Yến Đô, mày không mau thả tao đi à? Bằng không, cậu Bân sẽ không tha cho mày đâu. Đúng lúc này, dưới tầng nhốn nháo hẳn lên. Ngay sau đó, một người trung niên kéo một người phụ nữ tới. Đó chính là Tiền Bưu đang áp giải Châu Ngọc Thúy. Cậu Thanh. Tiền Bưu cung kính đứng sau lưng Dương Thanh. Châu Ngọc Thúy vừa lên tầng đã nhìn thấy Dương Thanh, trên mặt lập tức tràn ngập vẻ căm hận. Bà ta nghiến răng nghiến lợi, Dương Thanh, chắc mày không ngờ mày cũng có ngày hôm nay nhỉ.
Bà ta chưa nhận ra tình cảnh bây giờ của mình, vẫn nghiến răng ken két, mày yên tâm, sau khi mày chết, cậu Bân sẽ giúp tao có được tất cả. Về phần Tần Thanh Tâm và Tần Y, hai con danh đó cũng sẽ trở thành đồ chơi cho cậu Bân. Còn tao sẽ có được biệt thự, xe xịn và cả tập đoàn Nhạn Thanh của mày, ha ha ha. Châu Ngọc Thúy điên cuồng cười với vẻ đắc ý. Nhìn dáng vẻ đó của Châu Ngọc Thúy, Dương Thanh bỗng thấy hơi bi thương cho Tần Thanh Tâm và Tần Y. Nhất là Tần Y, cô ta là con gái ruột của Châu Ngọc Thúy, nhưng Châu Ngọc Thúy vẫn có thể nói mấy câu trơ trẽn như vậy, thậm chí còn bắt tay với người ngoài để bắt cóc Tần Y. Dùng mạng sống của con gái mình để đe dọa người khác, đúng là nực cười. Bốp! Vũ Văn Bân bỗng tát Châu Ngọc Thúy, hung tợn nói, người phụ nữ ngu ngốc này, bà câm miệng cho tôi. Lúc này, người của anh ta đã bị giải quyết hết, hơn nữa anh ta còn tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Dương Thanh, vốn đã cuống hết cả lên rồi, nhưng người phụ nữ ngu ngốc Châu Ngọc Thúy vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình. Châu Ngọc Thúy bị đánh cho choáng váng, ngờ vực hỏi, cậu Bân, sao cậu lại đánh tôi thế? Dương Thanh đã rơi vào tay cậu, chẳng phải sống chết của nó chỉ phụ thuộc vào một câu nói của cậu thôi ư? Vũ Văn Bân không nhìn người phụ nữ ngu xuẩn này nữa mà căm hận nhìn Dương Thanh. Dương Thanh, cho dù mày giết sạch người của tao thì sao nào? Tao là anh trai mày, mày có thể giết người khác chứ không được giết tao. Dương Thanh cười khẩy, mày có thể giết tao, tại sao tao không được giết mày? Logic của mày thú vị thật đấy. Cho đến giờ phút này, Châu Ngọc Thúy mới nhận ra điều gì đó. Sau khi nhìn 7, 8 cái xác bên chân Vũ Văn Bân, kết hợp với cuộc trò chuyện giữa anh ta và Dương Thanh, bà ta chỉ thấy người mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.